Tôi cảm thấy tục ngữ Trung Quốc có chỗ tử tướng mâu thuẫn, cho nên chiều hôm nay tôi đề ra thảo luận, hỏi người chết vì tài, chim chết vì ăn, hai câu này có đúng chăng hay là không đúng, hai câu đúng hết hay là sai hết, hay là một câu đúng một câu sai, kết quả còn phân vân. Có người nói một câu đúng một câu sai, tôi nói với các vị, người chết vì tài, cái này không đúng, người là vì sắc mà chết. Chim chết vì ăn là đúng, chim vì sinh tồn không thể không tìm thức ăn. Nhưng con người so với chim có trí huệ hơn, nhưng hiện tại con người không những so với chim không có trí huệ hơn, mà so với chim còn ngu hơn. Chim tìm vật ăn, trực tiếp ăn để duy trì sinh mạng, không thể dùng tờ giấy bạc màu mè để mua. Người bây giờ không dùng vàng bạc mà dùng giấy bạc. Con người chấp trước vào những tờ giấy hoa hòe, giấy bạc vì nó mà bận rộn. Con người có thật vì tài mà chết chăng? Không phải. Mặt sau chữ tài có chữ sắc thúc đẩy. Con người vì sắc mà chết. Nếu tinh khí thần của con người không tổn thương thì sẽ trở về cội nguồn minh tâm kiến tánh khai đại trí huệ. Sinh tử sẽ do mình làm chủ. Vua Diêm Vương không thể quản bạn được. Lúc đó muốn sống mấy ngàn năm thì có thể sống mấy ngàn năm. Nếu muốn chết lập tức liền vãng sinh. Tôi lại hỏi, tại sao con người ăn cơm, bạn phản đối hay không phản đối? Ăn cơm, mặc quần áo, ngủ nghỉ, sống có ý nghĩa gì và kiếm tiền lại có ý nghĩa gì? Nếu như con người chỉ tràn đầy dục vọng của mình, thì người đó sống chẳng có ý nghĩa và giá trị gì hết. Tôi nói rõ là con người không phải vì ăn mà sống. Con người sống phải có công với đời, có đức với dân, có lợi cho thiên hạ. Không thể chỉ nghĩ riêng về phần mình. Như vậy không thể được, như thế thì sống hồ đồ có ý nghĩa gì? Con người phải từ bi thế trời tuyên hóa, chung chánh vì nước cứu dân. Con người phải vì hạnh phúc của người khác, không phải vì mình mà tìm nhà đẹp, quần áo tốt, đồ ăn thượng hạng. Con người chỉ cứ hưởng thụ thì ngu bất khổ cập. Tại sao? Vì thân thể của bạn không phải là sở hữu của bạn, cũng không phải là bạn. Đối với thân thể của bạn, bạn làm chủ không được. Bạn hỏi tại sao thân thể của tôi sao không phải là của tôi? Thân thể của bạn nếu là của bạn thì khi bạn già rồi, mắt phải đừng mở có được chăng, tai phải đừng điếc, răng cũng đừng rụng có được chăng? Bạn nói mắt tôi có bệnh thì mổ, răng rụng thì thế, răng già. Nhưng bạn đối với thân thể của bạn không làm chủ được, không thể kêu mắt đừng mở, tai đừng điếc, răng đừng rụng. Con người do từ nhỏ rồi trưởng thành rồi già, già rồi chết, lưu chuyển trong vòng sinh tử luân hồi, giống như bánh xe bạn làm chủ không được thì bị luân hồi sai khiến lưu chuyển trong vòng luân hồi. Cho nên con người không phải vì tài mà chết, tài bất quá là thứ bảo vệ sắc dục, kết quả con người còn là vì sắc mà chết. Bị sắc mê rồi thì có sinh tử, không mê thì dứt sinh tử. Khác biệt chỉ có chỗ này. Có người nói ai ai cũng như thế, đó là vì ai ai cũng hồ đồ, đều không biết mình từ đâu sinh ra, chết đi về đâu. Từ xưa đến nay con người đều lưu truyền trong vòng sinh tử, không cách chi ra khỏi được. Sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh. Tục ngữ có câu, nhân sinh thất thập cổ lai hy. Con người hiện nay có thể sống 80-90 tuổi, người xưa sống đến 70 tuổi đã rất hiếm. Trước bỏ thiếu niên, sau bỏ già. 15 năm đầu thông minh lanh lợi, có trí huệ cũng không thể làm gì được. 15 năm đầu vốn là đứa con nít, có thể làm được gì? 15 năm phần cuối cuộc đời cũng chẳng làm được gì vì quá già, cho nên trừ bỏ trước 15 năm, sau 15 năm, còn lại 40 năm. Trong 40 năm, ngủ đã mất hết một nửa, khoảng 20 năm, lại thêm mặc đồ ăn cơm, đi cầu tiêu, nhảy đầm, xem tivi, vân vân. Bạn còn thừa lại bao nhiêu thời gian? Còn không dùng thời gian này đến nghe Pháp, nếu như nghe mà hiểu một câu, thì Pháp thân huệ mạng của bạn sống lại, trí huệ sẽ tăng trưởng. Các bạn nghĩ xem tranh danh đoạt lợi có ý nghĩa gì? Hiện tại nam nữ lại nói ái tình, đồng tính luyến ái cũng nói ái tình, đòi kết hôn hợp pháp. Kết quả xảy ra ái tử bệnh, ái thì phải chết, sắc và ái hai chữ này hợp lại, tức ái sắc mà chết. Nói về đạo lý đồng tính luyến ái, nếu bắt hai con chuột được bỏ vào với nhau, lâu dần rồi cũng biến thành đồng tính luyến ái, hỗ tương lậu dục. Nhưng bạn là con người, tại sao phải học loài súc sinh? Tôi vốn không muốn nói, nhưng hiện tại không thể không vạch áo bí mật người chết vì tài.
khiến con người tránh khỏi đầu não mê hoặc. Con trai đến kỳ phải tìm cầu đối tượng, con gái đến thời kỳ cũng phải tìm đối tượng, chưa trưởng thành thì đã tìm đối tượng. Tôi không sợ người không vui, người đồng tính luyến ái, vui hay không vui tôi chẳng màng đến. Vì bạn muốn ái tử bệnh, tôi thì đắng miệng. Tâm tốt muốn cứu bạn, muốn bạn hiểu biển khổ không bờ, nếu không thì bạn vĩnh viễn không sao hết khổ được. Cho nên người chết vì tải không đúng. Người tàu không muốn nói toạc ra, biết rõ không đúng nhưng không nói. Giống như bịt tai ăn cắp chuông, cho rằng bịt lỗ tai thì chuông không kêu. Tôi thì muốn nói những lời người khác không muốn nghe. Nếu chỉ nói những lời mà người thích nghe thì đó là xiểm nịnh. Cho nên thuốc hay đắng miệng lợi cho bệnh, lời ngay khó nghe lợi thực hành. Tôi không nhẫn tâm thấy mọi người truyền nhiễm ái tử bệnh, cho nên không thể không nói. Ái tử bệnh này giống như không khí bị ô nhiễm, khắp nơi đều có. Tham thiền minh bạch bổn lai diện mục, giảng tại Vạn Phật Thành, ngày 20 tháng 12 năm 1987. Đà thất gọi là khắc kỷ thủ chứng, khí huyết con người trong 7 ngày phục lại, tinh khí thần trong 7 ngày có tuần hoàn. Cho nên trong 7 ngày này không thể lười biếng giải đãi, không tham ăn, cũng không tham ngủ. Như vậy trong 7 ngày nhất định có biến hóa lớn. Gì là biến hóa lớn? Tức là khai ngộ. Khai ngộ tức là những việc từ trước không minh bạch nay hoàn toàn thông đạt. Những việc từ trước buông xả không đạo nay buông xả đạo. Những việc từ trước không nghĩ ra nay đã nghĩ ra được. Nghĩ ra được buông xả đạo thì mới đắc được tự tại, mới chân chánh không tranh, chân chánh vô sở cầu, chân chánh không tham, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Tại sao? Vì đã đắc được gốc rễ thì ngoài ra như tài sắc danh ăn ngủ đều là ngọn ngành. Chúng ta mỗi năm cử hành đà Phật thất, đà thiện thất khiến cho chúng ta buông xả tất cả, chuyên tâm dụng công, muốn giữ sinh tử, muốn trở về cội nguồn, muốn bỏ mê về với giác thì phải tranh thủ trong thời kỳ đà thất. Tranh thủ nói theo thế tục tức là hướng thượng cầu tiến bộ, ý nghĩa trong Phật giáo là tinh tấn. Tuy chúng ta mỗi năm cử hành đà Phật thất, đà thiện thất, nhưng mọi người trong thời kỳ này sợ ăn khổ, giải đãi, lười biếng, hoặc là một cây hương, hai cây hương, ba cây hương không tham gia, thì làm sao đối với thường trụ, đối với đạo tràng, đối với tất cả mọi người, đó là thành phần hỗn tạp trong đạo, là ma trong đạo. Ở trong đạo mà không tu đạo là tạo nghiệp, vì tham sướng một thời phóng dật mà lưu chuyển trong sinh tử, đã là tam đồ. Không biết phải trải qua bao lâu mới có thể làm được thân người lại. Đợi đến được thân người lại, muốn minh bạch Phật Pháp thật không phải dễ. Thân người có được Phật Pháp, khó nghe, thiện tri thức có gặp. Sinh vào nước có Phật Pháp rất khó. Có nhiều vấn đề khó khăn như vậy mà chỉ vì một thời phóng dật mà chúng ta đời đời kiếp kiếp đến nay bỏ qua, không nghĩ đến cha mẹ, sư trưởng, lục thân quyến thuộc. Họ đang đợi chúng ta thành đạo để độ họ. Chúng ta gánh vác trách nhiệm rất trọng đại, cho nên một người đắc đạo, chín tổ sinh thiên. Ở trong đạo tràng không tu đạo, ngày ngày để thời gian trôi qua lãng phí, không phải chấp trước trên danh, thì cũng chấp trước trên lợi. Có vị pháp sư bế quan, không nhìn truyền hình, không nghe đài, không biên thư, xem thư hoặc gọi điện thoại, nghe điện thoại, vân vân. Chỉ chuyên môn đọc kinh Lăng Nghiêm, đọc kinh Lăng Nghiêm xong thì đọc kinh Pháp Hoa, sống trong quốc gia thời đại khoa học phát đạt, thật là đáng quý. Còn chúng ta không bế quan, lêu lỏng bên ngoài, gặp cơ hội đả thất, lại không vì sinh tử, dụng một phen công phu, thật khiến cho cha mẹ lục thân đều rơi lệ. Tuy chúng ta mỗi năm đả thất, nhưng trong quá khứ không có ai đả thất, cũng không lo dứt sinh tử, đều ở trong nhiễm khổ, cho rằng vui sướng, nhận giặc làm con, vì trong quá khứ không có đả thất, không chân tránh dụng công phu. Bây giờ các bạn có cơ hội. Nếu bạn lại giải đãi lười biếng không dụng công, bịt tai ăn cắp chuông, lại không nhận chân tu đạo thì bạn vĩnh viễn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Nhất định phải bỏ cho được cái chết, bỏ cho được cái giả. Cho nên bỏ không được cái giả, không thể được cái thật. Bỏ không được cái chết, không thể được cái sống. Cứ trong túi ra hôi thối cho là biểu bối, cuối cùng không thể thoát khỏi sinh tử thì tinh thần vĩnh viễn không thể khôi phục lại trí huệ vốn có. Tùy Phật tánh mỗi người với Phật giống nhau, không hai, không khác. Nhưng bạn mê thì là chúng sinh, giác ngộ thì là Phật. Hiện tại chúng ta mê mờ trong biển khổ, lại không muốn tu thì chẳng thể đến được bờ bên kia. Biển khổ mênh mông, hồi đầu là bờ, hồi đầu thì không tham đồ thế gian, phải chuyên tâm nhất trí, liễu sinh thoát tử, phải sớm sinh về thế giới cực lạc.
hoa nở thấy Phật mới là mục đích đả thất. Đả thất chẳng phải như tác chiến, phần đông đả thất thường đi hóa duyên các nơi, nói cúng dường thì có công đức, muốn kiếm tiền các nơi. Chúng ta đả thất ở đây, thậm chí người bên ngoài cũng không biết, vì tại quốc gia này, căn bản không có người hiểu việc đả thất. Cho nên quốc gia to lớn như thế mà người đến tham gia đả thất chỉ bất quá đếm không quá đầu ngón tay. Chúng ta cũng không tuyên truyền, không hóa duyên các nơi, chúng ta chỉ yên lặng dụng công, nếu không nỗ lực, lại giải đãi lười biếng, ăn ngủ ly bì, thì đó là tạo tội nghiệp, là đả thất ăn, chẳng phải là đả thiền thất. Người xuất gia hoan hỷ đả thiền thất, tại sao? Vì đả thiền thất được ăn ngon, ăn bánh bao, buổi tối lại được ăn nữa, cho nên đả thất mọi người đều đến. Như chùa Kim Sơn, chùa Cao Mân, khi đả thiền thất thì thiền hòa tử các nơi, tức là côn trùng các nơi đều đến, nhưng trong côn trùng cũng có rồng rắn hỗn tạp. Buổi tối thì ăn bánh bao, cái bánh bao cần nặng khoảng nửa cân, ăn một cái thì đủ no, nhân bánh bao thì tuyệt vời, bấy nhiêu đó cũng khiến người ta khởi vọng tưởng, mà bạn còn cảm giác ăn không ngon. Chúng ta ở đây tuy nhiên đã ăn thì ít, nhưng đã ngủ thì nhiều, hy vọng những thứ tận bệnh này đều sửa đổi. Năm Thìn biến hóa khó lường, giảng ngày 3 tháng 1 năm 1988. Năm mới đã qua rồi, hôm nay là ngày 3 tháng 1, năm mới âm lịch thì chưa đến. Hiện tại chúng ta sinh vào thời kỳ này, mỗi người một năm phải qua 2 năm, một năm tăng thêm 2 tuổi. Cho nên hôm nay tôi chúc các vị năm mới an vui, năm cũ an vui, năm sắp tới an vui, năm đã qua an vui. Năm mới 1988 không dễ gì qua được, tuy không dễ qua được, có phải là không qua được hay là phải qua. Năm nay âm lịch là năm Thìn rồng, trong loài rồng cũng có rồng thiện và rồng ác. Rồng thiện thì bảo hộ người, rồng ác thì hại người vì chúng là rồng độc. Bạn làm thế nào để chế phục được rồng độc? Tôi nói cho quý vị một phương pháp, đó là đừng nóng giận. Trong năm nay bạn phải đừng nóng giận, như vậy thì rồng độc không thể hại bạn được. Nếu bạn nóng giận thì rồng độc sẽ phun độc khí đến thân bạn, khiến cho bạn không sinh chứng bệnh nhỏ thì cũng sinh chứng ái tử bệnh. Cho nên các vị phải coi chừng rồng độc. Rồng thiện tức là rồng dưới nước cam lồ, bảo chúng bảo hộ bạn. Bạn là người niệm Phật, người tu đạo, người làm việc thiện, người có thiện căn thì chúng bảo hộ bạn. Người làm 10 điều ác không làm lành, tuy chúng không hại bạn nhưng cũng không bảo hộ bạn. Năm nay là năm rồng, rồng có lớn có nhỏ, có lúc có thể để cho bạn nhìn thấy, có lúc bạn không nhìn thấy. Như vậy giống cái gì? Giống đánh bạc. Rồng độc thì chuyên môn dạy bạn đánh bạc, rồng thiện thì dạy bạn đừng đi đánh bạc. Đó là hai phương diện. Nhưng phương pháp rồng độc rất là hấp dẫn người. Chúng dạy bạn đánh bạc thì kiếm được tiền, còn rồng thiện thì nói đánh bạc kiếm được tiền cũng không phải là của bạn. Nhưng người chỉ tin lời rồng độc mà không tin lời rồng thiện. Cho nên trong năm này tốt nhất là đừng tham tài bên ngoài, đừng uống rượu quá lượng, đừng nóng giận. Nếu bạn nóng giận tức là ký hợp đồng với rồng độc, nếu bạn không nóng giận tức là ký hợp đồng với rồng thiện. Người tin Phật phải ngừng tâm tranh, tâm tham. Người tin Phật còn tham xí đồ, còn hy vọng làm giàu phát tài thì đó chẳng khác nào như nằm mộng. Khổng Tử có nói, giàu sang là những thứ tham muốn của con người, nếu được một cách không chính đáng thì không được lâu dài. Bần tiện là những thứ con người không muốn, nếu không biết cách sửa nó thì nó không chịu đi. Cho nên bạn phải làm một cách hợp pháp, làm gì cũng đều tốt. Không hợp pháp, ví như bạn trốn sâu lậu thuế, mua bán độc dược hại người, kiếm tiền như vậy cũng không thể được. Bạn đi làm việc một cách chân thật, kiếm nhiều tiền thì dùng nhiều, kiếm ít tiền thì dùng ít, đừng tham mà không biết chán. Năm nay là năm rồng, biến hóa thay đổi rất nhiều. Có những việc không thể nghĩ bàn sẽ phát sinh. Hy vọng năm nay mọi người đừng đi du lịch nhiều, đừng vô duyên vô cớ làm hao phí tiền bạc. Đây là những lời rất quan trọng, phải có việc quan trọng mới có thể đi du lịch. Tại sao? Bạn nhìn xem, tôi không biết năm nay thế nào, nhưng năm cũ xảy ra đủ thứ tai nạn, hại chết không biết bao nhiêu người mà nói. Năm nay có xảy ra như năm cũ chăng? Tôi không biết. Bốn thệ nguyện lớn ra ngày 7 tháng 5 năm 1988. Các vị thiện tri thức, quá khứ có một lần tôi ở tại Thái Lan, có một số Phật giáo đồ thỉnh mời tôi thuyết pháp. Pháp tòa thiết lập ở trước cửa lớn, thính chúng tựa lưng vào tường, còn tôi thuyết pháp thì mặt đối với phòng ngoài, quay lưng đối với họ. Những vị đệ tử người Mỹ đi theo tôi nhìn không quen những tập tục như thế, cũng cố gắng yên lặng,
đây là kinh nghiệm của tôi. Hôm nay cũng phải như thế mà tôi đối diện với quý vị thuyết pháp. Nói đến Phật Pháp, hết thảy đều là Phật Pháp, đều bất khả đắc. Người tu hành học Phật không nên trên Pháp sinh chấp Pháp. Có ngã chấp, pháp chấp thì đều không thể chứng quả. Chúng ta phải phá hết thảy chấp trước, phải học không nóng giận, lâu dần thì có thể tương ưng với Phật Pháp Tăng, sau đó mới tiến tới tu hành, mới có tiến bộ. Chúng ta muốn tương ưng với Tam Bảo thì trước phải tẩy sạch vô minh phiền não và sự nóng giận. Nếu mỗi ngày giảm bớt vô minh phiền não thì trí huệ quang minh sẽ hiển lộ. Ngược lại, vô minh phiền não nhiều thì ngu si càng ngày càng tăng thêm. Đây là sự trở ngại lớn nhất của người học Phật, cũng là nghiệp chướng. Làm thế nào để tu hành dứt được nghiệp chướng? Trước hết phải phát bốn thệ nguyện lớn. Nguyện lớn thứ nhất là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Mỗi người đều có trách nhiệm phổ độ, tự xét hỏi lòng mình. Chúng ta có tận hết trách nhiệm chăng? Phải tự mình phản tỉnh lại. Nếu chỉ phát nguyện mà không thực hành, thì việc độ chúng sinh chỉ nói ngoài miệng mà thôi. Nguyện lớn thứ hai, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đoạn phiền não và không đoạn đều tùy vào chúng ta. Nếu không cung hành thực tiễn thì như nói món ăn mà không ăn, hoặc đếm tiền dùm cho kẻ khác thì đối với mình tự hào chẳng lợi ích gì. Nguyện lớn thứ ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Pháp môn vô lượng vô biên luôn luôn phải học tập. Phát nguyện này rồi, chúng ta phải nghĩ chúng ta có cống hiến gì cho Phật Pháp chưa? Phải chăng đã làm Phật Pháp phát đạt? Nguyện lớn thứ tư, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Phật đạo thật cao thượng, nhưng việc chúng ta làm phải chăng là việc của Phật làm? Phật thì đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Chúng ta phải tự hỏi mình, bốn tâm vô lượng có phải chăng là tâm của chúng ta? Phải thực hành tứ vô lượng tâm của Phật mới có thể nói đến thành Phật đạo. Tóm lại, muốn thực hành bốn thệ nguyện lớn thì trước phải tuyển chọn tông chỉ của mình mà thực hành. Tuyển chọn tông chỉ gì thì tự mình quyết định. Ví như vạn Phật thành có 6 đại tông chỉ, cũng là mục đích hướng đi của mọi người trong vạn Phật thành. Thứ nhất là không tranh. Bất cứ sự vật gì hoặc lợi ích, người bỏ thì tôi giữ, người giữ tôi cũng vậy, không vì lợi ích mà tranh đoạt với người. Thứ hai là không tham. Các nơi trên thế giới có chiến tranh là vì mọi người đều có tâm tham, tham không biết đủ, tham mà không biết chán. Vì tham dẫn đến có chiến tranh. Ba là không cầu, cầu hướng ngoại truy cầu, cầu tài, cầu sắc, cầu hưởng thụ. Đó đều là vì có tâm ích kỷ ẩn tàng bên trong. Muốn đạt thành tông chỉ không cầu thì phải thực hành, trừ sạch tham sân si của chính mình. Thứ tư là không ích kỷ. Phần đông giả người vì mình, không màng đến sự khốn khổ của kẻ khác, chỉ muốn mình sung sướng. Thứ năm là không tự lợi. Không tự lợi, tức là lợi tha. Những kẻ trốn sâu lậu thuế, mua rẻ bán đắt đều là vì tự lợi. Nếu mọi người không có tâm ích kỷ tự lợi thì vấn đề xã hội có thể giải quyết được hết. Thứ sáu là không nói dối. Nhiều lúc con người chỉ vì lợi ích cá nhân mà không trung thực, phát sinh tư tưởng nói dối. Không nói dối thì không vướng mắc những điều nói ở trên là tranh, tham, cầu, ích kỷ, tự lợi, năm nhược điểm. Đạo thì phải hành. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi nhìn thấy sao mai mọc liền ngộ đạo. Sau đó Ngài nói, lành thay, hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, chỉ vì vọng tưởng chấp trước, không thể chứng đắc. Tất nhiên Phật nói như thế, không phải Phật giáo đồ mới là chúng sinh, mà Thiên Chúa giáo đồ, Do Thái giáo đồ cũng đều là chúng sinh. Không thể lập danh tử riêng, Phật đã thọ ký cho chúng ta mấy ngàn năm về trước. Phật không phân biệt ai tin Phật, ai tin gia tô. Tận hư không khắp pháp giới, chúng sinh hữu tình có huyết khí, tin Phật hay không tin, không thành vấn đề. Phật không nói, ai không phải Phật giáo đồ thì không thể thành Phật. Phật giáo thật là dân chủ nhất, bình đẳng, công bình. Ai tu thì người đó có phần, không tu thì không có phần. Mỗi người phải dũng mãnh tinh tấn, đừng tự lầm những gì trong quá khứ mà tự cam đọa lạc. Sau khi thuyết pháp xong, hòa thượng kêu họ đặt câu hỏi. Sau đây là vấn đáp. Hỏi: hòa thượng, con muốn biết Phật tánh quyết thực là gì? Đáp: hiện nay bạn hỏi đó là Phật tánh, bạn không có Phật tánh thì không hỏi. Bạn không biết đây là Phật tánh, tức là phải đánh 100 hương bản. Hỏi: chúng con hôm nay rất vui. Đáp: tôi sớm biết các vị không có ai muốn nóng giận đối với tôi. Hỏi: hòa thượng, tại vạn Phật thành nói cảm tạ như thế nào? Đáp: người trong vạn Phật thành không nói cảm tạ, ai nói cảm tạ thì phạt 500 đồng.
Tôi không bao giờ nói hai chữ cảm tạ, cho nên họ nói tôi chỉ muốn chửi người. Hỏi, nói tôn kính như thế nào? Đáp, không cần nói, chỉ cần làm. Biết đủ thường an vui, giảng tại chùa Kim Phật ngày 5 tháng 6 năm 1988. Người xưa vọng tưởng ít, dục niệm cũng ít, cho nên tai nạn của họ cũng ít. Người hiện nay vọng tưởng quá nhiều, dục niệm cũng nhiều, cho nên tai nạn cũng nhiều. Tai nạn từ đâu đến? Vì người có tâm tham. Có tâm tham không biết đủ. Nếu có tâm tham, tâm không biết đủ, thì bất cứ thứ gì cũng đều cảm thấy không đủ. Một khi tham lam nhiều thì tai họa phát sinh. Không phải tật bệnh này phát sinh thì tật bệnh khác phát sinh. Không phải khó khăn này phát sinh thì khó khăn kia phát sinh. Tóm lại là rất nhiều phiền não khó khăn đến nhiễu loạn. Đời sống vốn rất thanh bình, nhưng chuyên tìm những sự rắc rối. Rắc rối càng nhiều thì bám chặt càng cứng. Muốn mở thoát cũng không thể mở thoát được, như bị sức mạnh keo bám chặt tay chân không thể động, chỉ còn đợi một sát na cuối cùng đến, đó là chết. Đến lúc chết còn không biết tật bệnh phiền não từ đâu đến. Đến lúc này mà họ còn chưa giác ngộ. Xã hội ngày nay mọi người tranh giành lường gạt với nhau, ai có thủ đoạn lường gạt cao minh thì người đó thắng, ai có thủ đoạn thấp hơn thì người đó thất bại. Thế giới này là như thế, mọi người sinh tồn trong phiền não tham dục, trên cảnh giới vọng tưởng lăng xăng, cho nên tiêu hao vô lượng tinh thần của chính mình, cuối cùng thì cái gì cũng chẳng có. Đợi đến phút cuối cùng mới hiểu rằng, ôi ta muốn sớm biết như thế mà lại ngu si đến thế, ta hả tất sao lại như thế. Không sai, có khi đến chết cũng không ngộ, vô chẳng đạo, mang theo cũng chẳng được. Thật khổ quá, biết dừng lại thì không nhục, biết đủ thì không nguy, biết đủ thường lạc, nhẫn nại thì an. Bất cứ người nào học Phật, trước hết phải học nhẫn nhục ba la mật. Nhìn hết thảy đều là hư vọng không thật, không chấp trước bất cứ thứ gì. An vui tức là giải thoát, trí huệ biển hiện tiền. Hy vọng mọi người trí huệ đều hiện tiền. Con người ban đầu tánh vốn thiện, giảng tại chùa Kim Phật ngày 7 tháng 6 năm 1988. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận, tập tương viễn. Nghĩa là con người lúc mới sinh ra thì không hấp thụ những thứ tập quán huân nhiễm xấu xa của thế giới. Tánh vốn thiện tốt, tánh thiện này tức là Phật tánh chứ chẳng phải là nhân tánh. Tánh vốn thiện không nói rõ là nhân tánh hay Phật tánh, cho nên chúng ta đoán là Phật tánh của con người chứ không phải là nhân tánh. Nếu là nhân tánh thì giống như một số hạt giống, mùa xuân thì gieo giống, mùa thu thì thu hoạch, đến mùa đông thì làm thành gạo ăn, mùa xuân lại gieo giống, mùa thu lại thu hoạch. Năm này năm nọ luân chuyển như thế, phần đông hạt giống thực vật thì như thế. Là vô tình, cho nên vô tình thì không có Phật tánh. Phật tánh không riêng con người mới có, mà hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, cho nên tánh vốn thiện. Tánh tương cận, tập tương viễn. Con người làm người, bản tánh với Phật tánh gần nhau, là thuận Phật tánh mà sinh, là nhờ trời đất tạo hóa, nhân duyên thai dục mà sinh. Tánh tương cận, người nam trước 16 tuổi, con gái trước 14 tuổi, tập tánh không thâm sâu. Do đó hun đúc ô nhiễm cũng không thâm sâu, cho nên gọi là đồng tử hoặc là xích tử. Tức là tánh hỗn độn không thiện, không ác, không âm, không dương. Lúc này nam là càn tam vận, nữ là khôn lục đạn, thuần âm thuần dương, không có phức tạp, bản thân Phật tánh không đổi. Đây là vừa đúng lúc thành thục. Gần chu thì đỏ, gần mực thì đen. Nếu chung quanh hàng xóm là thiện thì nhiễm thiện, nếu chung quanh thôn ấp là ác thì nhiễm thành ác bá thổ hào. Cho nên gọi là tập tương viễn, ấu bất giáo, tánh nãi thiên. Nếu lúc này không giáo dục trẻ con, không giúp đỡ chúng, thì chúng sẽ trở thành hạ lưu. Có những bậc cha mẹ bỏ bê trẻ con, cho rằng đó là để cho chúng nó được tự do. Thật ra đó là không hiểu tự do như thế nào. Chúng không có cơ hội phát huy Phật tánh vốn có. Lúc đó chúng có thể lên thiên đường, đến Phật quốc làm Atula, làm người, súc sinh, ngạ quỷ, thậm chí hít đoạn địa ngục, cho nên phải có thầy tốt, bạn hiền, gia đình, trường học giáo dục chúng. Vấn đề giáo dục trẻ con rất quan trọng. Giáo chi đạo, quy dĩ chuyên. Đạo là giáo dục, điểm quan trọng của việc giáo dục là chuyên nhất. Phải có mục tiêu chuyên nhất giúp đỡ, hướng dẫn chúng đi trên con đường tránh. Cho nên người học Phật đối với gia đình phải giáo dục con cái trở thành người tốt. Nguy cơ vòng quốc diệt chủng, giảng tại chùa Kim Phật ngày 8 tháng 6 năm 1988. Những năm gần đây, thiên tai nhân họa luôn luôn phát sinh.
tai nạn máy bay, xe lửa, đủ thứ tai nạn vô số kể. Người chết cũng không cách gì thống kê được. Vì tâm con người đã xu hướng diệt vong, mọi người đều không muốn sống, muốn chết sớm, cho nên tạo thành đủ thứ vũ khí giết người, hỗ tương cạnh tranh làm hủy diệt trái đất. Tại sao thế giới đến nông nỗi này, lâm vào trạng thái nguy hiểm này? Vì người sống trên thế giới này chẳng biết lúc nào chết sẽ đến. Nào là ái tử bệnh, S và chứng SIDA. Chứng SIDA chủ yếu là vì con người ăn thịt tàn sát sinh linh. Hiện nay, đất, nước và không khí đều ô nhiễm, hết thảy vật chất cũng biến thành ô nhiễm. Thứ ô nhiễm này, nước chẳng thể rửa sạch được vì nó từ trong mà ra ngoài. Không chỗ nào mà chẳng độc hại ô nhiễm. Nào là động vật ăn các chất hóa học, hoặc bị chích những thứ thuốc hóa học, rồi bị người giết ăn thịt. Thứ thịt này vào trong cơ thể con người thì sinh ra đủ thứ biến hóa chẳng tốt, cũng hỗ tương hại nhau, do đó sinh ra chứng SIDA và các thứ quái bệnh khác mà chẳng có thuốc chữa trị. Hãy nhìn những trẻ em mồ côi trên thế giới hiện nay càng ngày càng nhiều vì quan hệ toàn thế giới ô nhiễm. Cha mẹ cũng hút sách, không giữ quy củ, mới tạo thành hậu quả trẻ em không ai nuôi dưỡng. Nguồn gốc ái tử bệnh S là từ đồng tính luyến ái. Giữa trái đất có hai khí âm dương, hai khí này hòa hợp thì thiên hạ thái bình. Nếu âm dương không đều, có âm không dương hoặc có dương không âm, thì sẽ sinh ra trọng bệnh khiến cho con người chết mau. Hiện tại phần đông không dám nói lời thật. Thật ra hết thảy bệnh trị không lành đều do người tham hoan dục lạc, ngông láo, không kiêng sợ gì, do đó mà phát sinh. Hiện tại con người không bằng loài cẩm thú, cho nên đồng tính tương kỵ, dị tính tương hấp. Trời đất vạn vật sống như vậy, mà nay trời đất đảo lộn cho nên vạn vật cũng không còn nữa, sắp bị tiêu diệt. Sao lại như vậy? Hiện tại đồng tính luyến ái lưu hành là gốc rễ tai họa, vong quốc diệt chủng khiến toàn nhân loại diệt chủng. Vì người đều có ý niệm tự muốn diệt vong mới có chuyện ái tử bệnh lan tràn. Nếu vẫn tiếp tục không giác ngộ, thì cơ bản đạo đức phẩm cách làm người, tương lai hậu quả không thể tưởng tượng được. Muốn vãn hồi kiếp sống này, thiên đại họa này, thì mọi người đều phải khử dục đoạn ái, không lạm giao, không quấy rối đồng tính luyến ái, mà phải tiết chế tự tôn tự trọng. Hơn nữa, phàm là trẻ con sinh ra phải giáo dục căn bản, khiến chúng không hút độc, không uống rượu, không cờ bạc rượu chè, lang thang chơi bời, ăn ngon lười làm. Phải giáo dục trẻ con đừng để chúng hư hỏng, nổi lửa giết người. Lúc còn trẻ phải giáo dục kỹ lưỡng. Vì sao thế giới hiện nay thanh niên phiếm loạn? Bởi vì bậc làm cha mẹ chỉ sinh con mà không biết dạy. Cho nên có câu, nuôi không dạy lỗi tại cha, dạy không nghiêm lỗi tại thầy. Do đó phải từ gốc rễ mà giải quyết, không thể đề xướng hoặc cổ võ đồng tính luyến ái. Con người nếu không tiết dục thì tương lai, nước này nước kia cho đến toàn thế giới đều sẽ tuyệt chủng. Tại sao? Vì đồng tính luyến ái thì không sinh con cái. Đồng tính tương kỵ, dương và dương tranh, hỗ tương độc hại, sinh ra chứng bệnh, không cứu chữa. Nhưng phần đông không thừa nhận, nói thẳng là bị tai ăn cắp chuông. Có người nói rằng, nếu đem hai con chuột được bỏ vào lồng, lâu dần chúng sẽ phát sinh hành vi đồng tính luyến ái. Nhưng người là thứ linh trong vạn vật, tại sao phải học xúc sinh? Truyền thống giáo dục Á Châu mới là dạy nhi đồng cách thức làm người hiếu, đề, trung, tín, nghĩa, lễ, liêm, sỉ, tám đức. Cho nên lựa thiện mà theo, không thiện thì đổi, phải đạo thì tiến, trái đạo thì lùi. Nhưng xã hội Tây Phương mê về tự do, hiểu lầm tự do, không đảm nhận tự do, thật có thể nói rằng trẻ mà không dạy, già mà không nuôi dưỡng, đảo hành nghịch thi, trẻ con còn nhỏ mà không dạy. Vậy sinh ra làm gì? Nếu cha mẹ sinh con ra mà không biết thương yêu dạy dỗ con cái, thì những bậc cha mẹ ấy chỉ tạo nghiệp. Tại xã hội Tây Phương vứt bỏ những người già không kính trọng, không thương yêu, cho nên già mà không nuôi dưỡng, vốn lão hữu sở chung, tráng hữu sở sử dụng, ấu hữu sở trường. Người già thì khoảng 50 tuổi mà không có vải lụa thì không ấm thân, khoảng 70 tuổi mà không có thịt thì ăn không no. Thịt thời xưa không như thịt bây giờ, đầy rẫy độc tố. Con người già rồi thì mắt mờ, tai điếc răng rụng, thật đáng thương xót. Phật đông nuôi con để nhờ về tuổi già, không phải là ích kỷ. Vì tuổi già thì nhờ con cái trông nom. Nếu không tại sao sinh con rồi nuôi con? Vì sao phải kết hôn? Như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Phần đông bậc cha mẹ hiểu lầm tự do, để con cái tùy ý phát triển. Như thế thì trong vạn người chỉ có một hai người minh bạch. Không sai, có nhiều người khi sinh ra thì hiểu chân lý, nhưng chẳng phải ai ai cũng lựa thiện mà theo.
Lựa không thiện mà sửa đổi. Trẻ con nếu sinh ra mà không dạy dỗ, nuôi dưỡng chúng để chúng tùy căn tánh mà phát triển, thì hậu quả gần mực thì đen, gần xích thì đỏ, nhiễm vàng thì vàng. Tại sao thanh thiếu niên Tây Phương có vấn đề hút sách nghiêm trọng? Vì từ lúc tiểu học, trung học, rất dễ tiếp cận những kẻ hút sách, xỉ ke, ma túy, tùy tiện dưỡng thành tập quán, thói hư, tật xấu, còn phô trương rằng hút những thứ độc ấy khiến cho sau này biến thành thông minh, sung sướng. Thật ra đó là khiến người mau chết, như càng quấy rối càng ngu si. Trẻ con hút ma túy, thuốc phiện rồi giống như nhập vào tà định, mà chẳng phải là định lực, thật ra là do chất độc khống chế mà thôi. Thanh thiếu niên đi trên con đường tự do như thế, cuối cùng đi vào con đường tử vong. Đó là hiểu lầm tự do, mà hoàn toàn không phải thật tự do. Hơn nữa, hiện tại tiểu trung đại học đều cổ suý tính hành vi. Đây là một nguyên nhân lớn đưa đến nền giáo dục bị phá sản, thật là hoàn toàn sai lầm. Phải dạy trẻ con không nên kết bè bạn mà không lựa chọn cả nam lẫn nữ. Phải biết giữ gìn bản thân, giữ thân như ngọc, đừng để chúng từ sáng đến tối nhìn truyền hình bị yêu quái ăn mất. Trẻ con 5-6 tuổi suốt ngày xem truyền hình, học hành vi nam nữ, làm tình bỉ ổi bẩn thỉu. Đây là thế giới gì, tự do gì? Tại trường học, rất nhiều thầy giáo đối với học sinh chẳng có căn bản phẩm đức làm người. Ngược lại còn cổ động chúng kiếm tiền càng nhiều càng tốt, như ngành y khoa, khoa học kiếm được nhiều tiền, ngoài ra hết thảy đều không để ý đến. Tại sao nói giáo dục bị phá sản? Vì ai ai cũng bỏ gốc theo ngọn. Lúc trước, người không hiếu thảo với cha mẹ, cho đó là quên gốc. Hiện nay là bỏ gốc, không những quên mất mà gốc rễ cũng không còn. Con người chỉ biết xí đồ lợi dưỡng mà không biết báo ân, chỉ lo ăn uống chơi bời hưởng thụ mà không cung cấp cho cha mẹ. Một cây nếu không có gốc rễ thì sẽ khô chết, con người nếu mất gốc rễ thì sẽ tử vong. Con người hiện nay giống như cục thịt biết đi, lòng tham muốn cũng vì lợi, quên mất nhân cách, chỉ biết lợi mình mà không lợi người, có bằng cấp học vị, dùng lợi ích dụ dỗ học sinh chuyên lo tặng quà cáp cho thầy giáo, còn thầy giáo thì dạy họ thế nào để tranh đệ nhất, như thế nào để thủ đoạn, như thế nào để lừa gạt người đời, mua danh chuộc tiếng khen. Đây không phải là giáo dục phá sản chăng? Lời tôi nói phần đông không thích nghe, nhưng tôi không thể không nói. Tôi là đại biểu Thiên Chúa, Gia Tô, Phật, A Lạp, Thánh Nhân nói những lời này. Nếu như vấn đề trên chỉ quan hệ một mình tôi thì tôi không nói. Nhưng đây là then chốt sự tồn vong sinh tử của nhân loại, cho nên không mà mọi người thích hay không thích nghe, tôi cứ nói thẳng. Biện pháp tốt nhất tiêu trừ chiến tranh, giảng tại chùa Hoa Nghiêm, ngày 9 tháng 6 năm 1988. Các bạn muốn nghe cái gì thì tôi nói cái đó, nhưng tôi không biết các bạn muốn nghe cái gì, cho nên tôi cũng không biết phải nói cái gì. Nay tôi nói về Việt Nam tại sao đánh nhau. Có một năm tôi đi Việt Nam, năm 1974, sau khi xuống máy bay, tôi nói với người tiếp đón, người Việt Nam khổ lắm, tương lai sẽ khổ lắm. Người tiếp đón tôi còn chưa hiểu rõ, nói, Việt Nam tốt lắm, rất thái bình. Nguyễn Văn Thiệu nói với chúng tôi, còn có khoảng 5 năm thái bình, vì 5 năm không phải là thời gian ngắn, có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tôi nói, sợ kiếm chưa được tiền thì vận mạng không còn. Năm 1975, Việt Nam thất thủ, ngày 14 tháng 1, tôi từ Á Châu, cũng từ Việt Nam trở về Mỹ. Ngày 15 tháng 1, tôi điện thoại cho Phương Quả Ngộ, đương thời chỉ là chiến tranh ở miền Trung, Sài Gòn chưa mất. Tôi nói với cô ta, vợ chồng các con sớm thu thập tài sản và lo hết thảy mọi việc sớm đi Mỹ, đừng có lưu lại ở Việt Nam. Phương Quả Ngộ thì chẳng hỏi, chẳng lo lắng gì, nhưng chồng của y thì bồn chồn lo lắng, đã điện thoại hỏi tôi rằng, Hòa Thượng muốn chúng con đến Mỹ sớm, vậy cứu kính có chuyện gì chăng? Trong điện thoại không tiện nói, tôi chỉ nói là không có việc gì, mau đến Mỹ, càng sớm càng tốt. Ngày 10 tháng 3, Phương Quảng Hộ một mình đến Mỹ. Thật ra cô ta đến Mỹ không phải là tôi gọi điện thoại kêu cô ta đến, mà là ngày 20 tháng 3, con gái của cô ta kết hôn, cô ta phải đến Mỹ làm chứng hôn. Chồng của cô ta còn ở tại Hương Cảng, đến khoảng giữa tuần tháng 4, chồng của cô ta gọi điện thoại tìm tôi 3 ngày, hỏi tôi, bây giờ con có thể về Việt Nam được không? Lúc đó Sài Gòn chưa thất thủ, tôi nói, 3 tuần sau nếu về được thì về, không thể về được thì đừng về. Kết quả 2 tuần rưỡi sau, Việt Nam hoàn toàn biến sắc. Đương thời tôi xuống máy bay nói người Việt Nam khổ lắm là nguyên nhân, đó vậy. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu nguyên nhân đó. Người Việt Nam rất nhiều người tin Phật, tại sao lại chịu hoàn cảnh như thế?
Tôi nghe nói có rất nhiều người đi tị nạn, bị chìm thuyền, mất tích, nhưng cũng có người niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên đến được nơi an toàn. Việt Nam vốn rất nhiều người tin Phật, tại sao có đại tai nạn như thế? Này tôi hoàn toàn nói hết sự quan hệ ấy, vì người Việt Nam sát khí rất nặng, tâm sát ai ai cũng mạnh, cho nên tạo thành tai kiếp. Người Việt Nam sự nóng giận cũng vĩ đại, đây là một phần tai họa. Nếu người không có nóng giận thì chẳng có tai nạn gì cả. Người học Phật trước hết đừng có nóng giận, vì có nóng giận thì có chiến tranh. Mới đây có người nói, trong ngàn ước kiếp, trong bát canh, quán sâu như biển hận khó tan. Muốn biết vì sao có chiến tranh, hãy nghe lò thịt lúc nửa đêm. Trong ngàn ước kiếp, trong bát canh, quán sâu như biển hận khó tan. Đây là vấn đề kiều hận không dễ gì giải quyết. Tôi đổi hai ba chữ, hai câu sau. Muốn dứt chiến tranh nước và lửa thì mỗi người đừng có sát sinh. Xưa kia đánh nhau thì dùng thương kiếm kích cung giáo. Hiện nay là thời đại nguyên tử, dùng súng đạn nguyên tử để tác chiến. Súng đạn thuộc hỏa, nguyên tử thuộc thủy, cho nên nói muốn dứt chiến tranh nước và lửa thì người người đừng có sát sinh. Chúng sinh không sát hại lẫn nhau thì không có xảy ra chiến tranh. Nếu chúng sinh cứ tiếp tục giết nhau thì chiến tranh vĩnh viễn không bao giờ dứt. Vì người ăn thịt quá nhiều cho nên chúng đến đòi nợ. Bạn thiếu hút tiền người ta quá nhiều thì trả không xong, trả cái này còn cái kia, cho nên phát sinh chiến tranh. Chúng ta là người học Phật, thứ nhất thì đừng nóng giận, thứ hai thì đừng sát sinh. Mất chỗ nào thì tìm chỗ đó. Giảng tại chùa Hoa Nghiêm ngày 10 tháng 6 năm 1988. Mất chỗ nào thì đến chỗ đó tìm, rách chỗ nào thì vá chỗ đó. Con người qua những lúc túng thiếu, nghèo cùng thì tiết chế hết cần kiệm để duy trì sinh hoạt. Người thế tục thì như thế, nhưng chúng ta là người học Phật pháp xuất thế cũng phải minh bạch đạo lý thế gian. Nếu bạn minh bạch pháp thế gian thì cũng minh bạch Phật pháp. Nếu bạn không hiểu đạo lý thế gian thì pháp xuất thế bạn cũng hồ đồ. Cho nên Phật pháp không giỏi thế gian pháp. Chúng ta tại thế giới này đã mất đi rất nhiều, đời đời kiếp kiếp đánh mất đi vật vô cùng quý giá. Tất nhiên mất đi từ chỗ này thì phải tìm nó trở lại, tức phải duy trì thân thể này mạnh khỏe. Vì thân thể này mất đi vật quý giá quá nhiều, cho nên mới sinh ra rất nhiều thứ bệnh. Nếu trong tự tánh rỉ ra chất thuốc lửa, thì tự tánh chúng ta biến thành ngu si, vì trong tự tánh của chúng ta vốn là lửa trí huệ. Thuốc lửa là gì? Là sự nóng giận, là sự vô minh phiền não của con người. Ngày xưa người Trung Hoa gọi là đại thương dược, cũng gọi là dương pháo. Đây là thứ mà chúng ta không nên phóng vào bên trong dương pháo, vì nó sẽ rỉ ra trong tự tánh, rỉ ra trong trí huệ, cho nên khiến cho trí huệ bị che mất. Chúng ta ở trong vô minh phiền não, đây là nơi đã mất đi rất nhiều, cho nên phải tiêu diệt. Thuốc lửa vô minh phiền não khiến cho thuốc lửa tiêu sạch, thì lửa ánh sáng trí huệ vốn có mới hiện tiền, đó gọi là mất chỗ nào thì tìm chỗ đó. Chúng ta mặc đổ chỗ nào rách thì vá chỗ đó, từ vô lượng kiếp đến nay, bỏ quên mất tự tánh ngày càng không được mạnh khỏe thì trí huệ ngày càng giảm. Nếu vô minh nhiều thì trí tuệ ít, vô minh ít thì trí tuệ nhiều, cũng giống như cái cân rất công bằng, tơ hảo không sai. Vô minh phiền não, vọng niệm, tham niệm, tà kiến, dục vọng quá nhiều. Chúng ta phải đoạn dục khử ái mới có thể hồi quang phản chiếu, mới có thể làm cho chỗ thọ thương của tự tánh khôi phục mạnh khỏe, khôi phục trí huệ. Đó gọi là rách chỗ nào thì vá chỗ đó. Vía Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo, giảng tại Vạn Phật Thành ngày 19 tháng 6 năm 1988. Các vị thiện tri thức, có những người đến từ Mã Lai, có người đến từ Phi Luật Tân, có người đến từ Đài Loan, có người đến từ Canada, tôi cũng không nhớ nhiều. Hôm nay là ngày kỷ niệm vía Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo. Bồ Tát Quán Thế Âm trong quá khứ thực hành vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Vì Ngài đại từ với những kẻ không có duyên, cho nên ai ai cũng có duyên với Ngài. Ngài nhìn hết thảy thống khổ của chúng sinh như thống khổ của chính mình, cho nên gọi là đồng thể đại bi. Ngài đồng thể đại bi và đại từ với kẻ không có duyên, cho nên Ngài đã gieo duyên vô tận, vô biên. Ngài và chúng ta mỗi chúng sinh đều có tinh thần không thể phân biệt. Cũng có thể nói Ngài luôn luôn nghĩ đến kẻ khác, không có tâm ích kỷ, tâm tự lợi, không có tơ hào, tâm chỉ lo cho chính mình. Ngài vì lợi ích hết thảy chúng sinh mà tu hành, do đó hết thảy chúng sinh đặc biệt có duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong một năm, ngày 19 tháng 2, ngày 19 tháng 6 và ngày 19 tháng 9,
Trong 3 ngày này, phần đông đều đến chùa lễ lại Bồ Tát Quán Thế Âm tối đa. Mặc dù rất nhiều người bận rộn, vẫn cố gắng đến chùa lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm. Sự thành tâm như thế là do từ bi nguyện lực của Bồ Tát Quán Thế Âm tiếp dẫn. Tất nhiên, chúng ta tin sâu Bồ Tát Quán Thế Âm thì mỗi ngày phải thực hành theo hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta phải học tâm bi của Bồ Tát Quán Thế Âm lợi ích chúng sinh, lúc nào cũng tự nghĩ đến kẻ khác. Đây mới là ngày chân chánh kỷ niệm vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm quán xem hết thảy đau khổ của thế gian, tầm thanh cứu khổ. Chúng ta thấy những chúng sinh khốn khổ gian nan thì cố gắng giúp đỡ họ, đó mới là chân chánh tin Bồ Tát Quán Thế Âm. Lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm, kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta mỗi người đều phải học đồng thể đại từ vô duyên đại bi, đầy đủ tâm từ bi để đại biểu Bồ Tát Quán Thế Âm cứu độ chúng sinh gặp khổ gặp nạn. Như thế mới là chân chánh kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, mới là chân chánh lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm. Về nhà rồi thì nổi nóng giận, nhìn cái này không tốt, cái kia cũng không đúng. Chân chánh kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm là phải lợi người, không nên nổi nóng giận, không sinh phiền não, không có tham sân si. Đó mới là chân chánh kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Các bạn đừng quên rằng Bồ Tát Quán Thế Âm cũng không nổi nóng giận với bất cứ ai. Bạn lễ bái Bồ Tát xong rồi, về nhà lại nóng giận như cũ thì Bồ Tát Quán Thế Âm lo lắng cho bạn, nói bạn không bỏ tính nóng giận thì đến khi nào mới minh bạch Phật Pháp. Hy vọng mọi người đừng làm cho Bồ Tát Quán Thế Âm lo lắng không an tâm. Các bạn, hôm nay không biết thức ăn chay có ngon chăng? Tôi già rồi không còn biết mùi vị. Các bạn ăn ngon hay không? Tôi không biết. Tôi cũng không muốn các bạn biết. Nếu ngon thì các bạn hoan hỉ, không ngon thì sinh phiền não. Tôi không muốn các bạn sinh phiền não, không hoan hỉ, cũng không phiền não. Đó mới là mùi vị đạo chân chính. Hy vọng các bạn càng ngày càng tinh tấn, xin tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Tinh khí thần là tam bảo của tự tánh, giảng tại chùa Kim Luân ngày 20 tháng 6 năm 1988. Chúng ta là người học Phật, phải hiểu một chút Phật Pháp, thấy các Pháp thế gian chẳng ra thể thống gì, nói Pháp thế gian hoàn toàn sai lầm. Thật ra Phật Pháp không rời Pháp thế gian, chẳng phải là buông xả Pháp thế gian mà học Phật Pháp, mà là trong Pháp thế gian bạn thông đạt rồi, hiểu biết rồi thì sẽ minh bạch Phật Pháp. Nếu không thông Pháp thế gian thì Phật Pháp cũng không thể thông. Cho nên tự tánh như hư không, chân vọng đều trong đó, ngộ triệt bổn lai thể, một thông hết thảy thông. Hiểu biết một thì hiểu biết tất cả. Tại sao bạn không hiểu biết tất cả? Vì một còn chưa hiểu thì làm sao hiểu biết tất cả? Một đó là gì? Thì mới vừa nói, tinh đủ thì không lạnh, khí đủ thì không đói, thần đủ thì không ngủ. Có người nghe nói đến rồi, cho rằng là đạo giáo, Phật Pháp không nói đến tinh khí thần. Nếu Phật giáo không nói đến tinh khí thần thì giống như Phật giáo Nhật Bản, không có người xuất gia, không có người xuất gia, không thể xuất gia, đều hoàn tục hết. Xuất gia thì phải tu tinh khí thần. Tinh khí thần là tam bảo giống như Phật Pháp Tăng, thần của bạn mà tu đến viên mãn đầy đủ tức là Phật. Phật là thần quang nội uẩn, trí huệ chiếu sáng, trí quang chiếu sáng thành người đại trí huệ. Thần mà đầy đủ thì thành Phật. Nếu thần không đủ thì đừng nói đến thành Phật, cũng không thể chứng quả A-la-hán. Chứng quả A-la-hán cũng phải đầy đủ thần, tinh thần đầy đủ thì khí thế mạnh mẽ. Bạn thấy A-la-hán ngủ như chẳng phải ngủ, một ngày đến tối như âm chết dương sống, nhưng thần của các ngài đầy đủ. Bạn thấy các ngài nhắm mắt, nhưng chẳng có vật gì mà không biết, chẳng có vật gì mà không thấy. Khí đủ thì không đói, khí đủ cũng là pháp. Bạn có khí rồi thì có pháp, pháp là khí duy trì tại đó, pháp là khí biến hóa. Bạn không có khí thì cũng không có pháp, nếu bạn chết rồi thì còn học Phật Pháp gì nữa. Có khẩu khí mới học được, cho nên khí là mẫu thể của pháp, không có khí thì không có pháp. Tinh đủ thì không lạnh, khí đủ thì không đói. Lúc tôi tại Đông Bắc Trung Quốc thời tiết lạnh như thế, bất cứ mùa đông mùa hè chỉ mặc 3 lớp vải, không sợ lạnh, không sợ rét, đi chân không, không đội mũ, tai rét thì rét, đau chân cũng không màng đến, đây gọi là rét chết đứng hứng gió. Lạnh đến nỗi tai có thể đóng thành băng đá, đóng thành băng thì không đau, nhưng đợi lúc bạn đi vào trong nhà dùng tay giở tai thì nó có thể rớt xuống, trở thành người không có tai vì nó đã đông lạ. Nếu bạn dùng hai tay nóng giở nó thì nó liền rớt xuống mà bị thương.
Nếu bạn đừng động nó thì khí huyết từ từ lưu thông mà không sao cả. Đó là đều là biểu hiện tinh đầy đủ. Nếu tinh của bạn không đủ thì không thể chịu rét lạnh được. Nếu khí không đủ, không ăn cơm thì chịu không được. Nếu thần không đủ, ngủ không đủ cũng không chịu được. Như một số thiếu nam thiếu nữ nói, tôi thèm ngủ quá, đó là vì thần không đủ, không dưỡng tinh chứa nhuệ. Đây là điều hết sức quan trọng. Các bạn đừng nói Phật Pháp không nói đến tinh khí thần, đó là vì căn bản bạn không hiểu Phật Pháp. Nếu không có tinh khí thần thì không có Phật, cũng không có Pháp, cũng không có Tăng. Tại sao người xuất gia không kết hôn? Là vì bảo dương dục khôn. Không có tư tưởng dâm dục, không có dục niệm thì bảo dương dục khôn, bảo trì chân chánh quý báu của chính mình. Bảo kỳ sở bảo, khử kỳ sở khử, nghĩa rằng giữ gìn những cái quý báu, trừ khử những cái đáng bỏ. Trừ khử những cái gì? Là trừ khử những tập khí tật bệnh. Kệ cảnh chúng. Giảng tại chùa Kim Luân ngày 26 tháng 6 năm 1988. Chúng ta mỗi ngày vào buổi tối đều đọc bài kệ cảnh chúng, dân bảo chúng. Bài kệ này do Bồ Tát Phổ Hiền nói tại Trung Quốc tỉnh Tứ Xuyên núi Nga Mi, là đạo tràng của Bồ Tát Phổ Hiền. Núi Phổ Đàn là đạo tràng của Bồ Tát Quán Thế Âm, núi Ngũ Đài là đạo tràng của Bồ Tát Văn Thù, núi Cửu Hoa là đạo tràng của Bồ Tát Địa Tạng. Đây là các sở trường của mỗi vị Bồ Tát. Nguyện lực và hạnh lực của Phổ Hiền Bồ Tát đều rất viên mãn. Nguyện lực của Ngài có 10 nguyện vương. Đây là những nguyện lực không cùng tận trong Phật giáo. Nguyện thứ nhất, lễ kính chư Phật. Lễ là đảnh lễ, kính là cung kính. Tức là đảnh lễ cung kính tất cả chư Phật. Đảnh lễ này của Ngài là đại biểu cho hết thảy pháp giới chúng sinh. Đảnh lễ kính chư Phật. Ngài biết hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Cho nên Ngài trước hết thay thế chúng ta, hết thảy chúng sinh, để đảnh lễ tất cả chư Phật. Vì bạn thành Phật, cho nên trước phải bắt đầu từ lễ Phật, cung kính Phật. Nếu bạn thấy Phật cũng không lại, cũng không cung kính, thì vĩnh viễn không thể thành Phật. Phật làm thế nào mà được thành Phật? Tức là ba tăng kỳ tu phước huệ, trăm kiếp trồng tướng tốt. Ngài lúc nào tâm niệm cũng lễ kính chư Phật, cho nên Ngài đã thành Phật. Hết thảy chúng sinh đều hướng về Phật đảnh lễ cung kính. Đây cũng là chống nhân gì được quả đó. Tại sao có nhiều chúng sinh hướng về Phật đảnh lễ? Vì lúc Ngài chưa thành Phật, Ngài hướng về tận hư không khắp pháp giới, mười phương ba đời cung kính đảnh lễ vô cùng vô tận các đức Phật. Cho nên Ngài thành Phật rồi, chúng sinh cũng hướng về Ngài đảnh lễ như thế. Đây là gieo nhân gặt quả, nhân gì quả đó. Chúng ta là người học Phật, phải học thuộc phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện. Y chiếu theo đạo lý chân chánh hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền mà thực hành, đó mới là chân chánh đệ tử của Phật, mới thật xưng là người học Phật. Cho nên chúng ta phải học những hạnh nguyện của Ngài Bồ Tát Phổ Hiền đã phát, lễ kính chư Phật. Ngày đã qua rồi, mạng cũng giảm dần, như cá thiếu nước, nào có vui gì. Đại chúng, siêng năng, tinh tấn, như cứu đầu cháy. Phải nhớ vô thường, đừng có phóng dật. Ngày đã qua rồi, mạng cũng giảm dần, nghĩa là mỗi ngày trôi qua, thì sức lực mạng sống của chúng ta giảm đi một ngày, và thời gian mạng sống cũng giảm đi một ngày. Như cá thiếu nước, cá nhờ nước để sống, có nước thì cá mới sống, nếu nước khô cạn thì cá sẽ chết. Các bạn nghĩ xem, cá trong nước, nước từ từ khô cạn dần, thì cá còn sống được chăng? Con người cũng như thế. Mạng sống của chúng ta giảm dần, cũng giống như cá trong nước, nước dần dần khô cạn, nào có vui gì nghĩ đến chỗ này. Cuộc đời của chúng ta thiếu kính có gì vui, sao chúng ta không chân chánh phát Bồ Đề tâm, không chân chánh nhớ nghĩ sự thống khổ sinh tử, là vì chúng ta còn cảm thấy lưu luyến thế giới này. Tất cả sự hưởng thụ, tất cả hoàn cảnh đều cảm thấy quá tốt. Nếu bạn cảm thấy người như cá trong nước, nước càng ngày càng cạn dần, thì kiêu kính có gì vui, có gì lưu luyến, có gì tham trước, có gì mà buông không đặng, có gì để bạn chấp trước. Vì vậy cho nên nói, đại chúng siêng năng tinh tấn, hết thảy chúng sinh phải sớm dụng công tu hành, đừng để thời gian trôi qua lãng phí, đừng chờ đợi nữa, phải lúc nào cũng đem chữ chết treo giữa lông mày, đừng tham trước những gì trên thế giới này. Như cứu đầu cháy, phải xem việc tu hành như có người muốn cắt đầu ta đi, cũng phải nghĩ phương pháp để bảo hộ cái đầu này, đó mới là quan trọng. Nếu không bảo hộ thì có người muốn đến cắt đầu này đi, đây cũng có thể giải thích là bị lửa thiêu, nhất định phải nghĩ phương pháp tiêu diệt ngọn lửa,
phải lúc nào cũng đem chữ chết treo giữa lông mi, nhắm mắt lại cũng nhìn thấy chữ chết này, và mở mắt ra cũng nhìn thấy chữ chết này. Ngủ cũng nhìn thấy chữ chết, cho đến nằm mộng cũng nhìn thấy chữ chết đương đầu. Bạn phải luôn luôn đừng quên sinh tử, thì bạn đâu còn thì giờ đi du lịch, đi tìm sự vui sướng, đi làm những việc không tránh đáng. Bạn phải thật sự nhớ chữ chết, thì bạn mới tu hành. Hãy nhớ vô thường, bạn phải luôn luôn đừng quên con quỷ vô thường. Không biết lúc nào nó sẽ đến tìm bạn, đừng có phóng dật. Bạn đừng khởi những vọng tưởng dâm dục, khởi vọng tưởng ăn uống, vọng tưởng tham, vọng tưởng tranh, vọng tưởng sát sinh, vọng tưởng ăn cắp, vọng tưởng uống rượu. Tại sao bạn vọng tưởng quá nhiều? Vì bạn quên mất đi chữ chết. Bạn không cảm thấy tương lai sẽ chết, cho nên trong lúc còn sống, hồ đồ trong sự sống, hồ đồ. Đợi đến lúc già, lại hồ đồ trong sự chết, hồ đồ. Lúc chết thì ái tình của bạn chạy đi đâu? Bạn tìm ái cũng không được, tình của bạn cũng nhìn không thấy. Sự tham ăn của bạn cũng ăn không vào được, sự tham chơi cũng chẳng có gì tốt. Cho nên đừng giải đãi, đừng phóng dật. Phải thật đứng vững mà tu hành. Đây là nguyên nhân Bồ Tát Phổ Hiền phát 10 đại nguyện vương. Vì Ngài biết sinh tử của hết thảy chúng sinh chưa dứt. Tuy Ngài đã giác ngộ, nhưng không muốn nhìn chúng ta và hết thảy chúng sinh đang trầm mê không ngộ, sống trong cơn say, chết trong ảo mộng. Cho nên Ngài gián tiếp muốn chúng ta giác ngộ, muốn chúng ta sớm phát tâm tu đạo. Cho nên đừng lười biếng, đừng để phí thời gian trôi qua. Tự chuốc lấy diệt vong, giảng tại chùa Kim Luân, ngày 29 tháng 7 năm 1988. Người Á Châu đều biết việc hiếu thuận cha mẹ là tốt, nhưng cha mẹ có thể nuôi được 10 người con, mà 10 người con không thể nuôi được cha mẹ, đem cha mẹ vào dưỡng lão. Cha mẹ nuôi 10 người con, không đem con vào cô nhi viện. Làm cha mẹ thật là ngu si đến cực điểm, làm con thì thông minh đến cực điểm. Một đằng thì quá ngu si, một đằng thì quá thông minh. Làm cha mẹ nên dưỡng già mà không dưỡng, làm con nên hiếu thuận mà không hiếu thuận. Người học Phật cần nhất là đừng nóng giận, đó là người biết đừng nóng giận, đừng động vô minh. Nhưng vô minh thì là thứ mà họ thích nhất, nóng giận cũng thích nhất, sân hận họ cũng thích nhất. Học Phật Pháp, học tới học lui, đều muốn lợi ích chính mình, không lợi đối với mình thì nổi giận. Cá nhân mỗi người là như thế, nhà nhà cũng như thế, quốc gia cũng như thế. Muốn đạt được lợi ích nên chiến tranh cũng từ đó mà phát sinh. Có thể nói chiến tranh là nổi nóng giận, đạn nguyên tử do vật gì tạo thành là do sự nóng giận. Nếu như không nóng giận thì không có đạn nguyên tử. Có đạn nguyên tử rồi, một khi bùng nổ thì toàn nhân loại sẽ hủy diệt. Nếu con người nhiều vô minh thì sinh phiền não. Vì vô minh cho nên làm việc hồ đồ. Khi người khác phê bình bạn thì bạn sinh phiền não. Khi sinh phiền não thì vọng tưởng đến. Vọng tưởng gì? Giết người đốt nhà, cái gì cũng có thể làm được. Hiện nay thế giới phần đông đều biết đồng tính luyến ái nhưng đều quý kỵ. Phải chẳng không nói thì không có. Bạn không nói cũng có. Đó là sự bắt đầu vong quốc diệt chủng, là hành vi hủy diệt nhân loại. Hủy diệt nhân loại như thế nào? Trên thế gian âm dương thành một pháp đối đãi, ngày đối với đêm, nam đối với nữ. Vì có pháp đối đãi này mới có thể sinh sinh không ngừng, hóa hóa vô cùng. Đó chẳng phải là tuyệt đối mà là tương đối. Đồng tính luyến ái nam và nam, dương cang với dương cang, tương trọi với nhau, tức là trọi anh chết tôi sống. Đây là vô minh kêu bạn làm việc hồ đồ. Hồ đồ rồi thì quên mất việc sinh như thế nào, chết như thế nào. Thậm chí nói không có sinh tử, hồ đồ đến như thế đó là tuyệt chứng lớn nhất của thế giới ái tử bệnh. Phần đông còn bị tai ăn cắp chuông, họ không dám nói công khai như tôi phải nói. Vì tôi không nhẫn tâm toàn nhân loại đồng quy ư tận, tôi không nhẫn tâm toàn nhân loại của thế giới bị hủy diệt. Đồng tính luyến ái cũng giống như dùng hai thanh đao bằng thép chọi với nhau. Một khi chọi, không đao này gãy thì đao kia gãy. Vật thì như thế, con người cũng như thế. Con người không dám nói, còn nói muốn đem hai con chuột nhốt lại với nhau, chúng cũng sẽ phát sinh đồng tính luyến ái. Đây chẳng quan hệ gì. Tại sao bạn phải đi học loài chuột? Loài chuột là bị con người cưỡng bức. Tại sao bạn lại học chúng? Không có ai cưỡng bức bạn. Con người là thứ linh trong vạn vật. Tại sao phải đi học súc sinh? Bạn muốn làm loài chuột thì chết sớm rồi đi làm loài chuột. Thật là hoang đường. Học Phật Pháp phải càng học càng thông minh, càng học càng làm những việc tốt có ý nghĩa mới đúng. Đừng giống như vật vô tri vô giác, một chút trí huệ cũng không có.
không có phương kế làm người, cho nên làm những việc hồ đồ chẳng có ai thừa nhận. Hỏi ai làm không biết, tu hành phải đẩy công nhận lỗi. Không phải có lỗi thì đẩy đi, có lỗi thì không biết, đây gọi là học Phật gì? Tông chỉ làm người đều không hiểu. Câu này là nói bao quát người xuất gia và tại gia. Tại sao lại như thế? Tôi biết các bạn nói, sư phụ cái gì không biết, sư phụ cái gì cũng biết, chúng ta không nói, họ cũng không quái chúng ta. Lễ tốt nghiệp đại học, giảng tại Đại học Pháp Giới Vạn Phật Thành, ngày 20 tháng 8 năm 1988. Hoan nghênh các vị giáo sư, quan chức chính phủ, các vị cư sĩ, hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của Đại học Phật Giáo Pháp Giới lần thứ 2. Bao quát lễ tốt nghiệp huấn luyện ban tăng già và huấn luyện ban cư sĩ. Đại học Pháp Giới có một đặc sắc là bất cứ thầy giáo học sinh đều không hút thuốc, không uống rượu, không nhảy đầm, không bài bạc, không hút sách, phải đi trên con đường chánh, không đi con đường tà. Chúng ta gốc là tánh thiện, đều có thể thành thánh hiền, thành Phật, làm Bồ Tát, nhưng vì không dùng tâm thiện, thân thiện, cho nên tạo ra rất nhiều vấn đề không tốt. Tại sao? Vì không tạo được một cơ sở tốt vững chắc. Giống như một căn nhà được xây không bao lâu thì siêu vẹo. Tại sao? Vì kiến trúc không kiên cố mới bị như thế. Nếu cơ sở không tốt thì trí huệ vốn có không phát quật được. Để giúp cho chính bản thân mình, giúp cho gia đình, giúp cho quốc gia, cho đến giúp cho toàn thế giới. Vốn muốn làm người thông minh nhất trên toàn thế giới, kết quả làm những việc ngu si nhất, dẫn đến người với người trên thế giới đấu tranh, nhà với nhà đấu tranh, nước này với nước kia đấu tranh, khiến cho xã hội không được bình an. Đây là vì không kiến lập cơ sở cho tốt. Đại học Phật giáo Pháp Giới không có đạo lý cao thâm gì để giáo hóa người, chỉ là khiến cho mọi người đừng tranh, không cần tranh đệ nhất với bất cứ ai, không tham lợi ích của kẻ khác, không truy cầu lợi lộc bên ngoài, thấy kẻ khác được lợi ích như chính mình, được lợi không khác, không tự lợi, không phải chỉ biết lợi ích cho chính mình, suốt ngày đến tối cầu danh cầu lợi, mà không biết tạo phước cho nhân gian, không biết mang lại hạnh phúc lợi ích cho người khác. Chúng ta sống ở đời phải có công với đời, có đức với dân, có lợi ích cho nhân loại. Đây là bổn phận làm người, phải nghĩ đến trách nhiệm bổn phận làm người thì trước hết phải đừng tranh, đừng tham, đừng cầu, đừng ích kỷ, đừng tư lợi, đừng nói dối. Nhưng trước phải kiến lập nhất cách của bạn, khiến cho cơ sở của bạn còn kiên cố hơn so với sắt đá. Không làm hại bất cứ ai, chỉ làm lợi ích cho người khác, đó là bổn phận làm người. Nếu hại người thì chẳng phải là bổn phận làm người, cũng có thể nói là không biết làm người như thế nào. Đại học Phật giáo Pháp Giới là khiến cho mọi người phát quật trí huệ vốn có, đạo đức vốn có, linh tánh học vốn có. Phát quật trí tuệ vốn có của bạn thì không thể làm những việc điên đảo, ngu si, nguy hại thế giới. Đây là tông chỉ của Đại học Phật giáo Pháp Giới. Trước hết, các trẻ con phải tận hiếu, học sinh trung học phải tận trung vì nước, sinh viên đại học phải trung hiếu, nhân nghĩa. Đây là đạo lý gốc làm người, hy vọng tương lai các em tốt nghiệp rồi là một người quang minh sáng lạng của thế gian, đừng làm người hắc ám, là một người ích lợi cho thế gian, đừng làm người có hại cho thế gian. Nói đơn giản, phải kiến lập cơ sở của các em để tương lai giúp ích cho xã hội, cho thế giới. Hôm nay nhân cơ hội lễ tốt nghiệp, cầu chúc nguyên thủ Trung Quốc, nguyên thủ nước Mỹ và các nguyên thủ của thế giới thân thể mạnh khỏe, tinh thần vui vẻ, vì mưu cầu hạnh phúc của toàn thể nhân loại trên thế giới tạo đại đồng. Nguyên nhân thế giới hư hoại, giảng tại Vạn Phật Thành, ngày 21 tháng 8 năm 1988. Có người nói thế giới này hư hoại, thật ra thế giới không có hư hoại. Vậy thì cái gì hư hoại? Tâm con người hư hoại. Vì tâm con người hư hoại cho nên hết thảy đều không an vui. Điểm này chúng ta phải nhận rõ. Tại sao tâm con người hư hoại? Vì tâm con người xu hướng tâm tham, tâm tranh, tâm truy cầu ích kỷ, tự lợi, vọng ngữ. Vì hành vi không giữ quy củ cho nên tạo thành thế giới đại loạn, không những đại loạn mà còn có thể hủy diệt. Muốn cứu vãn thế giới hủy diệt rất đơn giản, phải làm sao? Tức là nhân viên chính phủ, các nhà tôn giáo, các bậc cha mẹ, trước hết phải lấy thân làm khuôn phép, làm mô phạm. Làm quan thì không tham tiền tài, không háo sắc, lại có thể ăn chay, khắc khổ, tự nương nhờ. Làm khuôn phép cho tất cả, làm lãnh tụ, mô phạm, chân chánh vì dân mưu cầu hạnh phúc. Không vì cá nhân mình, không tham ô, không hối lộ, không nhận lễ vật của người khác. Đừng có cửa trước đi không thông thì đi cửa sau,
Nếu những vấn đề trên mà cải thiện thì thế giới sẽ tốt. Nhân sĩ tôn giáo, bất cứ tôn giáo nào, phải mở rộng cửa. Kẻ đến không chống cự, kẻ đi không truy cứu, không dùng bất cứ thủ đoạn gì lôi kéo người đến tin tôn giáo của mình, mà phải để tự do cho họ tín ngưỡng. Như thế thì ai ai cũng đều có tự do và quyền lợi lựa chọn. Không dùng bất cứ thủ đoạn gì thì tôn giáo không có chiến tranh. Tại sao trong tôn giáo có chiến tranh? Vì hỗ tương lôi kéo tín đồ. Bạn muốn cướp đoạt tín đồ của tôi đi, tôi muốn cướp đoạt tín đồ của bạn lại. Cho đến cùng một tôn giáo mà có rất nhiều tông phái hỗ tương tranh tín đồ. Nhân sĩ tôn giáo tranh tín đồ như thế, chưa mất đi bản chất tôn giáo, mà tôn giáo này bản thân đã có vấn đề này. Ngoài ra giáo sư cũng bài xích lẫn nhau, phiêu kỳ lập dị, lôi kéo học sinh xu hướng theo mình, kết bè, kết đảng. Đều có phái riêng, công kích với nhau, không thể chân tránh nhìn rõ tinh thần, đạo nghĩa, hỗ tương tranh quyền đoạt lợi. Đây là nguyên nhân thế giới hư hoại, làm những việc không hợp, về nhà làm ảnh hưởng đến con cái, khiến cho chúng đi sai đường. Đây cũng quan hệ đến sự hư hoại của thế giới. Tôi nói những lời này không phải là vì một quốc gia, mà là vì thế giới mà nói. Chúng ta phải có biện pháp cứu vãn nguy cơ này. Bất cứ người Tây Phương, người Đông Phương không thể có quá nhiều sự ly dị, kết hôn rồi lại ly dị rồi lại kết hôn. Trong một đời không biết kết hôn bao nhiêu lần, ly dị bao nhiêu lần, mình có bao nhiêu đứa con cũng không biết, nuôi con không dạy dỗ. Nếu không ly dị nhiều như thế, thì tin chắc vấn đề trẻ mồ côi trên thế giới không có nhiều. Việc này nói ra thì quá dài dòng, nói không hết được. Làm sao cứu vãn nền giáo dục thế giới? Giảng tại chùa Kim Luân ngày 20 tháng 9 năm 1988. Hiện nay, chứng bệnh lớn nhất trên thế giới không dễ gì mà trị hết được. Không phải ái tự bệnh, AIDS, không phải bệnh nhọt, mà là nền giáo dục bị phá sản. Đây là bệnh lớn nhất của thế giới. Thử nghĩ xem, nếu nền giáo dục tốt thì ai ai cũng giữ quy củ, giữ pháp luật, giữ giới, không thể phóng ra độc khí nhiều như thế, khiến cho nhân loại toàn thế giới tán tận lương tâm. Nguyên nhân tán tận lương tâm đều vì nền giáo dục bị phá sản. Người đi học không như người đi học, thầy giáo không giống thầy giáo, học sinh không giống học sinh. Trong mỗi trường học đều là dương thang chỉ phất, chẳng có ai phú đề triều tân. Dương thang chỉ phất là gì? Ví như học sinh nam nữ trong trường học không giữ quy củ, nghĩa là không tiết chế dục niệm của mình, bèn túng dục tham lam, nhưng lại sợ sinh con cho nên uống thuốc ngừa thai. Đây gọi là dương thang chỉ phất, là biện pháp trị ngọn mà không trị cái gốc. Phương pháp phú đề triều tân là nữ mộ trình khiết, nam hiệu tài lương, học sinh nam nữ chưa trưởng thành thì không thể quá thân mật với người khác giới, không thể lạm giao, khi trưởng thành rồi cũng phải nhẫn nại một chút. Đấy, khi chính thức kết hôn rồi mới có sự quan hệ vợ chồng. Như thế thì không cần uống thuốc ngừa thai, cũng không dùng thuốc phá thai, vì đây đều là không phải vấn đề giải quyết cứu kính. Thật ra mỗi trường học đều biết đạo lý này, nhưng không muốn phú đẻ triều tân mà chỉ dùng phương pháp dương thang chỉ phất. Nam nữ lạm giao trước khi chưa kết hôn rồi lại mau ly dị. Con cái sinh ra cũng không biết ai là cha, ai là mẹ. Khi sinh ra thì biến thành cô nhi, không có mái ấm gia đình, không có luân lý, quan niệm xã hội. Từ nhỏ đã không được sự dạy dỗ. Những trẻ em này ở với cha 3 ngày hoặc ở 4 ngày với mẹ. Ở với cha thì người cha tưới độc lên đứa trẻ rằng: tại sao ba lại ly hôn với má? Vì má mày không giữ quy củ như thế, không tốt như thế, như thế. Khi ở với người mẹ thì người mẹ cũng tưới độc lên đứa trẻ rằng: ba của mày là người xấu nhất trên thế giới, cho nên má không ở với ba của con. Đứa trẻ quen tai quen mắt, nổi khí oán hận thù địch. Thậm chí người cha chơi với bạn gái, mang bạn gái về nhà mà không lo cho con cái. Người mẹ ly dị rồi cũng chơi với bạn trai, mang bạn trai về nhà cũng không lo cho con cái. Những đứa trẻ này chưa trải qua giáo dục tốt của gia đình bèn trở thành vấn đề của trẻ nhỏ. Từ nhỏ đã chứa đầy phiền não oán hận, khi lớn lên không thể tưởng tượng được. Cha mẹ hư hỏng như thế thì con cái càng thêm tệ hại, vì trong gia đình không có nề nếp giáo dục và nhà trường không liên lạc với gia đình, cho nên học sinh đến trường, thầy giáo cũng không cách trì quản lý được. Học sinh chẳng nghe lời thầy cô, thậm chí có những thầy giáo dạy trẻ con hư hỏng như thế, do đó vấn đề trẻ con ngày càng nhiều. Muốn vãn hồi sự suy đồi của thế giới, trước phải bắt đầu từ gốc rễ mà làm. Thanh niên nam nữ trước khi chưa trưởng thành không thể lạm giao.
Thanh thiếu niên như mầm non chưa trưởng thành đã nhổ lên rồi lại gieo giống xuống đất, thấp hèn một đời nhất định sẽ thua kém đi. Đồng lý ấy, thanh thiếu niên chưa trưởng thành sớm sinh dục rồi thì hạt giống thấp hèn một đời không nảy mầm mạnh khỏe. Như vậy cứ một đời chuyển một đời, mỗi lúc càng hạ lưu, tức là một đời so với một đời ngu si. Đây là gốc rễ tai họa, con đường đưa đến vong quốc diệt chủng. Do đó người thanh niên trước khi chưa trưởng thành không thể lạm giao, khi trưởng thành rồi mới chính thức kết hôn, không thể ly dị, không thể dùng thuốc phá thai. Nhân khẩu thế giới bành trướng, mỗi cặp vợ chồng chỉ có thể sinh hai đứa, đó là pháp định tiết chế hết sinh dục. Nếu nước Mỹ có thể lãnh đạo áp dụng, kêu gọi toàn thế giới thì mỗi quốc gia có thể phụng hành, bằng không. Tương lai nhân khẩu bùng phát thì thế giới đi đến chỗ diệt vong. Cha mẹ sinh con cái phải dạy dỗ cho tốt, dạy chúng tự giữ gìn thân thể, gia đình, xã hội, quốc gia. Cha mẹ không nên để cho con cái tự ý phát triển, cho rằng đó là tự do. Thực ra đây là hiểu lầm tự do, chứ chẳng phải chân chánh tự do. Không nên cho con cái xem truyền hình quá nhiều sẽ tai hại đến vấn đề học hành. Một số tiết mục đầy rẫy sắc dục bạo lực che mất trí năng của trẻ con, dẫn đến tán tận lương tâm. Cha mẹ và thầy giáo phải cùng nhau dạy dỗ thanh thiếu niên, phải quan tâm đến vấn đề xã hội quốc gia để lợi ích toàn nhân loại, do đó mới có hy vọng vãn hồi tai kiếp thế gian. Nếu không thì nhân loại nhất định đồng quy ư tận. Kỷ niệm ngày Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia, giảng tại Vạn Phật Thành ngày 20 tháng 10 năm 1988. Tu giới, tu định, tu trí huệ, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng già, nhất tâm ủng hộ thường tinh tấn, diệu giác cực lạc hoa khai thật. Từ vô thủy kiếp đến nay, nhận giặc làm con, nhiễm khổ cho là vui, trôi nổi trong sinh tử luân hồi, không khi nào dừng. Cho đến hôm nay mới phát tâm Bồ Đề, tu vô thượng đạo, sớm ra khỏi trầm luân, chấm dứt sinh tử. Nếu không giác ngộ thì vĩnh viễn trầm luân trong tam đồ. Nay có cư sĩ Lâm Quả Lạc từ Hương Cảng đến núi, thỉnh mời thượng đường thuyết pháp. Sơn Tăng vốn không có pháp gì để nói, chỉ dạy các vị niệm Phật, cầu sinh tịnh độ, hoa nở thấy Phật, ngộ vô sinh nhẫn, trở lại ta bà, đồng ra khỏi biển khổ luân hồi, thành vô thượng đạo, quả Phật diệu giác. Hôm nay là ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia. Thật ra Bồ Tát đã thành Phật trong vô lượng kiếp quá khứ, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Vì lợi ích hết thảy chúng sinh, cho nên dùng con thuyền từ bi thị hiện thân Bồ Tát để cứu hộ chúng sinh, lìa khổ được vui. Người xuất gia tại Phạn Phật Thành phải phản tỉnh xuất gia để làm gì? Là lợi ích chính mình hay lợi ích kẻ khác? Phải chăng vào trong Phật giáo để kiếm cơm ăn, tức không phải là kiếm cơm ăn, thì phải làm những việc người xuất gia làm, tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, nghiêm chỉ năm giới. Nếu không giữ giới luật thì làm sao nhìn Phật, nhìn thí chủ, thiên địa, quỷ thần, cha mẹ, tổ tiên? Tại sao? Vì cha mẹ sinh ra và dưỡng nuôi chúng ta, hy vọng chúng ta có ích với dân. Nếu chỉ biết lợi ích chính mình thì không mặt mũi nào nhìn cha mẹ trời đất. Tất cả mọi người trên thế giới phải nhận rõ trách nhiệm của chính mình, đừng làm cục thịt biết đi, phải tận hết trách nhiệm, tận hết thiên chức. Phải tự hỏi mình, ta đối với quốc gia có tận trung chăng? Hạ người địa phương nhiều chăng, hay là giúp đỡ người địa phương nhiều? Mỗi vị xuất gia, tại gia đệ tử của Phật phải tự xét hỏi mình, ta đối với quốc gia có tận trung chăng? Có những người đến Vạn Phật Thành cho rằng không làm việc cũng có cơm ăn, có chỗ ở, đây là sai lầm. Tông chỉ Vạn Phật Thành là lợi ích kẻ khác. Phàm có người mang mặt giả gạt kẻ khác, lừa gạt kẻ khác thì không dung chứa tồn tại. Tại sao thế giới hư hoại? Vì ai ai cũng mang mặt giả cho rằng mình rất thông minh, mới làm cho thế giới suy đồi. Hiện tại ai ai cũng phải sửa lỗi làm mới, giữ sáu đại tông chỉ là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Dùng sáu đại tông chỉ này thâm nhập vào hành vi tư tưởng của mỗi người. Có sáu đại tông chỉ này tức là chủ trì chánh khí, đây tức là chánh khí của thế gian, là linh hồn của vũ trụ, là chân lý của trời đất. Người chân chánh chủ trì chánh nghĩa trên thế giới không có mấy người, ai ai cũng ỷ lời nói mạnh để đoạt lý, cho nên thế giới mới xu hướng diệt vong. Chánh nghĩa hoàn toàn quy tận thì thế giới sẽ hủy diệt. Do đó chúng ta phải chân chánh hoằng dương Phật Pháp, không thuận về nhân tình, không dùng giao tế thủ đoạn, không dụng nhân tâm, mà dụng đạo tâm mới có thể khiến cho Phật Pháp phát triển rộng lớn.
cho nên người Hoằng Dương Phật Pháp chẳng phải Phật Pháp Hoằng Dương người. Đừng có lên tiếng kêu gào, làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, trước phải từ sáu đại tông chỉ mà phát huy. Hoa sen mọc trong bùn, giảng tại Đài Loan, ngày 29 tháng 10 năm 1988. Pháp giới vi thể hữu hà ngại, hư không thị dụng, bất vô bất dung, vạn vật bình đẳng ly phân biệt, nhất niệm không sinh tuyệt ngôn tông. Nghĩa rằng, pháp giới là thể, có gì ngại hư không là dụng dung hết thảy, vạn vật bình đẳng không phân biệt, một niệm không sinh bạc lời lẽ. Tâm lượng của mỗi người là tận hư không các pháp giới, bao hết thảy, dung hết thảy, cho nên tâm bao thái hư, lượng chu xa giới. Chẳng phải chỉ riêng Phật mới có, mà mỗi chúng sinh đều có năng lượng, có trí huệ này. Nhưng lâu dần không dùng đến trí huệ này, nên bị trần ai che lấp, cho nên chúng sinh với Phật là không ngại, không khác. Nhưng do bỏ giác hợp trần, không dùng đến đại trí huệ của chúng ta, chỉ dùng vô minh, tựa như hiểu mà chẳng hiểu, tựa như sáng mà không sáng. Chúng ta không làm cho trí huệ vốn có xuất hiện lại, ngày ngày dùng vô minh phiền não, cho rằng năng lực của chúng ta động một chút thì nổi giận. Đây là gốc tội nghiệp tiền kiếp. Nếu không có tội nghiệp thì không có lửa vô minh. Khi nổi lửa vô minh thì tham sân si liền đến. Các bạn phải hồi quang phản chiếu, tự nhìn mình có phải như thế chăng? Chẳng phải riêng bạn như thế, có thể nói mỗi người đều phạm chứng bệnh này. Thì nói mỗi người chúng ta đang tu hành Phật Pháp, nhưng trên thực tế thì không cùng hành thực tiễn, cho nên từ sáng đến tối tranh giành phiền não, cho đến ngủ cũng không yên, bỏ gốc tìm ngọn, tìm phương pháp để làm cho ngủ yên, như uống thuốc ngủ, như uống quá nhiều thì có thể ngủ không tỉnh lại. Bạn nói đáng thương xót chăng? Phiền não này đều do vô minh mà ra, vô minh tức là dục niệm, tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục, thủy dục. Tài dục khiến cho con người từ sáng tới tối chuyên nghĩ về tiền bạc, muốn kiếm lợi cho nhiều, giàu như phú khả địch quốc còn chưa biết đủ. Sắc dục thì quát cốt căng đao, làm cốt tủy đều hư hỏng bại hoại thì sinh ra bách bệnh, cho nên sắc dục thì yểu mạng dục, muốn chết sớm. Phần đông cha mẹ sinh con cái rồi, ngày đêm lo lắng, sinh con trai rồi thì mau muốn y hỏi vợ, sinh con gái rồi thì sớm muốn cả y cho người khác, cho rằng hai việc này chưa xong thì đại sự chưa hoàn thành. Thật ra sinh con cái thì phải giáo dục cho chúng có học thức, có nghề nghiệp, cho đến việc kết hôn hay không đừng có quá bận tâm. Nếu nhất định muốn chúng hỏi vợ gả chồng, tức là muốn chúng đi vào con đường chết, không hy vọng chúng tu hành thành Phật. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều hiện tượng kỳ quái. Nếu con cái không kết hôn thì cha mẹ đều phản đối. Nhưng nếu con cái hút sách thì không thấy cha mẹ phản đối. Cho nên nói con cái đi lên thì cha mẹ lại sợ. Còn con cái hạ lưu thì ngược lại rất cao hứng. Đây là chỗ hồ đồ của bậc làm cha mẹ. Tôi có một lối nhìn, Phật giáo thì tố bổn cầu nguyên, phải gọi là trí huệ giáo. Vì Phật là tiếng Phạn, nghĩa là bậc đại trí huệ. Nghĩa bản thân chữ Phật là giác ngộ. Vì có người khi đề cập đến Phật giáo thì sinh tâm kiều mạn, như người Tây Phương cho rằng Phật giáo là mê tín. Nhưng nếu bạn nói Phật giáo là trí huệ giáo thì bất cứ người nào cũng không dám nói trí huệ là mê tín. Bạn không thể tin trí huệ là mê tín. Cho nên bạn học Phật là học trí huệ, bạn học trí huệ là học Phật. Có người hỏi tôi đến Tây Phương Hoằng Pháp như thế nào. Tôi nói với bạn rằng tôi nhờ vào Bồ Tát Quán Thế Âm, chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm. Chú Đại Bi là đại chú Đại Bi Tâm, có thể không thiên triệt địa. Nếu bạn kiền thành tụng chú Đại Bi mỗi ngày 108 biến, liên tục trong 3 năm, lúc đó bạn dùng chú Đại Bi để vì người khác mà trị bệnh, thì tay giờ đến bệnh liền tiêu trừ. Tôi đã từng có trăm ngàn vạn ước lần cảm ứng, khiến cho kẻ chết sống lại. Cho nên nói chú Đại Bi là minh tâm kiến tánh, biến hóa khó lường, diệu dụng vô cùng. Lần này tôi đến Đài Loan muốn dùng đến tâm thành, dùng chú Đại Bi để hộ quốc, dùng chú Đại Bi làm tiêu tai, dùng chú Đại Bi làm tăng trưởng thiện căn và trí huệ của chúng sinh. Chú Đại Bi và Bồ Tát Quán Âm là hai mà chẳng hai, không hai mà hai, hai mà không thể phân biệt. Tôi hy vọng các vị thiện tri thức đủ tâm thành tụng trì chú Đại Bi chắc chắn sẽ tiêu trừ tai nạn. Tôi đã đắc được chỗ diệu dụng của chú Đại Bi, cho nên hôm nay tôi mới nói hết ra. Tôi hay nói công hiệu của chú Đại Bi, hy vọng mỗi người dùng sức lực chú Đại Bi để cứu vãn thế giới, khiến cho nhân loại vĩnh viễn không còn tai nạn,
khiến cho chánh pháp thường trụ thế gian. Ngư Mục Hỗn Châu giảng tại Đài Loan ngày 30 tháng 10 năm 1988. Năm nay có thể nói là Ngư Mục Hỗn Châu nhận mắt cá làm hạt châu là một năm rồng rắn hỗn tạp. Tại sao? Vì Đương Sơ Ma Vương thấy Đức Phật sắp thành Phật, nên dùng đủ thứ ma thuật để nhiễu loạn Đức Phật, như tơ hào chẳng có cách chi làm dao động định lực của Phật. Ma Vương không còn kế gì nữa, bèn nói, nay ta phá không được ngài, nhưng đến thời đại mạt pháp, ta sẽ kêu mà còn ma cháu trà trộn vào trong Phật Pháp, ăn cơm Phật giáo, mặc y phục Phật giáo, phá hoại Phật giáo. Phật nghe Ma Vương ba tuần phát nguyện ác độc như thế. Tuy Phật nhẫn chịu được, nhưng ngài ưu tư thời đại mạt pháp, pháp nhược ma cường. Trong nhiều đạo tràng có quyến thuộc của Ma Vương, trên danh nghĩa là làm Phật sự, nhưng trên thực tế thì nhiễu loạn Phật giáo. Hôm nay thấy nhiều người trong Phật giáo chỉ nói lời Phật Pháp mà không hành Phật Pháp, khiến rất nhiều tín đồ, tín tâm dao động. Này tôi dạy các bạn, một con mắt chọn Pháp, các bạn có thể phân biệt kiếu kính ai là đệ tử Phật, ai là đệ tử của ma. Đệ tử của Phật thì tu giữ giới luật, đệ tử của ma thì phá hoại giới luật. Phật thì dạy người đừng tranh, đừng tham, đừng cầu, đừng ích kỷ, đừng tự lợi, đừng nói dối. Nếu tranh, tham, cầu, ích kỷ, tự lợi, nói dối, thì những người đó là con cháu của ma, hoặc làm không được chúng thiện, phụng hành, chư ác, mạc tác. Thì những người đó là con cháu của ma. Chúng ta làm sao phân biệt được đệ tử của Phật hoặc là con cháu của ma? Chủ yếu là phải quan sát họ, nhìn họ phải chăng suốt ngày từ sáng đến tối tranh đoạt danh lợi, đấu tranh với người. Nhìn họ phải chăng xiểm nịnh người có tiền, đối xử không tốt với người nghèo, hoặc là chuyên môn nghĩ kiếm tiền, cầu danh cầu lợi, hy vọng sinh hoạt mỗi ngày náo nhiệt, xa hoa hơn. Tại sao mọi người cầu danh cầu lợi? Vì ích kỷ. Tại sao ích kỷ? Vì tự lợi. Vì ích kỷ tự lợi cho nên hành vi trước mặt là Phật giáo, nhưng trên thực tế, mục đích sau lưng là phá hoại Phật giáo, cho nên chúng ta phải biết đó là quyến thuộc của Ma Vương. Những con cháu của Ma Vương mặc y cả sa, tuy là hiện thân đệ tử Phật giáo nhưng hành vi rất thủ đoạn, do đó có thể biết họ chẳng phải là đệ tử của Phật. Bạn muốn làm đệ tử chân chánh của Phật thì phải có con mắt chọn pháp chân chánh, nhất định phải thận trọng. Trong Phật giáo nói, người nam đều là cha ta, người nữ đều là mẹ ta. Chúng ta quán tưởng như thế thì hết thảy người nam người nữ với chúng ta không có phân biệt. Cho nên Bồ Tát Thường Bất Khinh nói, tôi không dám kinh các vị vì chúng sinh đều sẽ thành Phật. Tất nhiên như thế chúng ta đều phải sinh một thứ tâm vô duyên đại từ. Họ đối với ta vô duyên, ta cũng xâm sinh tâm từ bi đối với họ, thống khổ của họ như thống khổ của mình. Do đó, con ma cháu ma cũng phải xem như chúng là cha mẹ chúng ta, phải làm các việc thiện để cảm hóa họ. Tôi đối với Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo hoặc các tôn giáo khác đều không khinh thị họ. Tôi không làm kẻ địch với họ mà làm bạn hữu. Trong Phật giáo vốn không có kẻ địch, vì người hủy báng chúng ta đều là thiện tri thức của chúng ta. Trước mặt họ hủy báng ta, nhưng trên thực tế là họ muốn chúng ta sớm thành đạo. Họ dùng mặt trái để dạy dỗ chúng ta. Họ sợ chúng ta không tốt, chúng ta phải nghĩ như thế. Vì có người làm nghịch với chúng ta, họ hy vọng chúng ta tốt hơn nữa, lên thêm một tầng lầu nữa. Cho nên có câu, tiến thêm một bước đầu xảo trăm trượng, mười phương thế giới hiện toàn thân. Đây là muốn chúng ta đừng được ít cho là đủ. Chúng ta phải dũng mãnh tinh tấn, đạt đến cảnh giới bất thối chuyển. Đó là tinh thần vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, cũng là chân chánh hành Bồ Tát Đạo. Niệm Phật có thể khiến cho thế giới hòa bình, giảng tại Kim Sơn Tự, Canada, ngày 5 tháng 6 năm 1988. Chúng ta sinh vào thời đại không có mặt trời, mặt trăng và sao, cũng không có đèn sáng, tối, không có ban ngày, nhưng chúng ta đều không biết, còn nói có mặt trời, trăng, sao, đèn sáng, phải biết không có chân lý, tức là không có ánh sáng. Trên thế giới này, giữa người và người hỗ tương lường gạt, giữa nhà này nhà kia hỗ tương lường gạt, quốc gia này với quốc gia kia hỗ tương lường gạt. Người đối với người không có gốc chân thành làm người, không dùng đạo đức nhân nghĩa đối đãi người. Tại sao? Vì ai ai cũng đều hư ngụy. Cho nên hỗ tương đấu tranh lường gạt tạo thành mối bất an cho thế giới. Chúng ta học Phật Pháp, học niệm Phật nhất định phải trừ niệm sân. Làm thế nào để trừ niệm sân? Tức là trong tâm của bạn đừng đố kỵ, không nóng giận, dùng nhẫn nhục trí huệ thì bạn có thể đạt đến bờ kia. Tại Vạn Phật Thành, tôi có nói, thế nào là không sát sinh, tức là trong tâm không có đố kỵ sân hận.
Nhẫn là ba la mật, một thật tất cả đều thật. Chúng ta làm bất cứ việc gì cũng đều phải chân thật mà làm, đừng thiện ác lộn xộn, không nên làm chút thiện lại làm chút ác. Trong thiện lại có hạt giống ác tồn tại, trong nhân thiện lại có mua danh chuộc tiếng khen, hoặc là làm không chân thật, cho nên không chân thật thì gặp quả quanh co. Hiện tại chúng ta niệm Phật cũng phải niệm chân thật, phải nhiều nhẫn nhục. Trong tự tánh phải thường sinh trí huệ, đừng ngu si. Bạn sát sinh tức là ngu si, không sát sinh tức là có trí huệ. Bạn không niệm Phật là ngu si, bạn thường niệm Phật thì có trí huệ. Đừng có miệng niệm Phật mà trong tâm khởi vọng tưởng, như vậy là hóa ra chẳng niệm Phật, khởi vọng tưởng gì? Khởi vọng tưởng ăn ngon, khởi vọng tưởng kiếm tiền. Bạn gái thì khởi vọng tưởng bạn trai thì khởi vọng tưởng bạn gái. Khởi vọng tưởng tương lai, tôi sẽ như thế nào, thành công như thế nào, cuộc sống như thế nào. Niệm Phật tâm phải chuyên nhất, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm được gió thổi không vào, mưa rơi không lọt, trời mưa gió thổi cũng không biết. Bất cứ cảnh giới bên ngoài cũng không thể nhiễu tâm của bạn thì sẽ đắc được niệm Phật tam muội. Niệm Phật có định lực thì cuối cùng chứng được ba bất thối: niệm bất thối, hạnh bất thối và vị bất thối. Niệm là thường niệm Phật, tu hành không thối tâm. Thường tại địa vị niệm Phật, chúng ta đối với bất cứ người nào cũng đừng sinh tâm sân hận. Khi sinh tâm sân hận thì bạn niệm gì cũng không có cảm ứng. Cho nên có câu: nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Nghĩa là một niệm sân nổi lên, trăm vạn chướng ngại đều xảy ra. Phải từ bi hỷ xả, phải có tâm tha thứ, bao dung hết thảy. Phải biết trên thế gian không thể hoàn toàn là người tốt, người không tốt không biết là bao nhiêu. Phải học chư Phật Bồ Tát không thấy lỗi của chúng sinh. Chúng ta sinh ra trong thời kỳ mạt pháp là điều bất hạnh, nhưng hiện tại chúng ta có pháp môn niệm Phật cũng có thể nói là rất may mắn. Chúng ta đang được trong thời kỳ không bình an mà gặp được pháp môn niệm Phật đều là do trong quá khứ đã trồng căn lành. Hôm nay chúng ta có hơn 30 người tham gia Phật thất. Tôi nói đúng thì các bạn chiếu cứ thực hành, nếu tôi nói không đúng thì hãy quên đi, xem như là tôi không nói. Hy vọng các bạn là tướng quân không xuống ngựa. Mỗi người tự tiến về trước, nỗ lực tinh tấn đến thế giới cực lạc, hoa nở thấy Phật, hẹn gặp lại. Chúng ta phải học mô phạm của Đức Phật, giảng tại Kim Sơn Tự, Canada, ngày 3 tháng 7 năm 1989. Người học Phật phải chân chánh nhận thức mục đích của chúng ta là gì. Người học Phật là vì tương lai muốn thành Phật. Nếu không muốn thành Phật thì đừng học Phật. Học Phật phải nguyện lực của Phật, phải học hành vi của Phật, phải học tư tưởng của Phật. Nguyện lực của Phật là không riêng gì mình thành Phật, mà còn phải phổ độ hết thảy chúng sinh đều thành Phật đạo. Vì hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, nhưng vì vọng tưởng chấp trước, cho nên từ bao nhiêu kiếp đến nay cũng không thể nào thành Phật. Vọng tưởng là gì? Vọng tưởng là tâm tham. Chúng ta nếu không có tâm tham thì không có vọng tưởng. Không có tâm tham thì biết đủ. Biết đủ thì an vui, không biết đủ thì đau khổ. Người biết đủ thì luôn luôn an lạc, người không biết đủ thì luôn luôn đau khổ. Tại sao không biết đủ? Vì có tâm tham. Tại sao lại biết đủ? Vì không có tâm tham. Nói đơn giản, biển khổ không bờ, quay đầu là bến. Tâm tham của chúng ta so với trời còn cao hơn, so với đất còn dày hơn. Hố không đáy thì không có khi nào lấp đầy được. Tâm tham gọi là gì? Phàm là những gì bạn nghĩ muốn được, không thể đắc được, bạn cũng muốn được. Những gì có được, bạn lại muốn thêm nhiều, đây đều là tâm tham. Thứ tâm tham này khi sinh ra thì nào là tâm tham tiền tài, tham sắc đẹp, tham danh vọng, tham ăn ngon, tham ngủ nhiều. Vì có tâm tham cho nên đầu óc suốt ngày không ngừng tạo tội lỗi, luôn luôn đều tính toán quanh co trong đầu óc. Nhưng tính đi tính lại vẫn cảm thấy không đủ, cho nên phải nghĩ biện pháp lấp đầy hố tham dục của chính mình. Hố tham dục mà không đáy thì thấy cái này cũng cho là thật, thấy cái kia cũng cho là thật. Thấy cái gì thì tham cái đó, thậm chí rác rến cũng muốn chất thành đống cho thật to. Cảm thấy như vậy mới có ý nghĩa. Tại sao phải tham rác rến? Vì sinh tâm chấp trước thì vọng tưởng rác rến không thể nào quét sạch. Vọng tưởng tham tài là rác rến, vọng tưởng tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ cũng đều là rác rến. Những thứ này đều là những thứ không trong sạch, cho nên gọi là rác rến. Cũng vì thế mới nói, tài sắc, danh thực thủy, địa ngục ngũ đều căn, không thể phát tâm bồ đề.
Người phát tâm Bồ Đề thì đối với năm dục này chẳng vướng bận, không tham tài, không tham sắc, không tham danh, không tham ăn, không tham ngủ, vật gì cũng không tham, cũng không chấp trước vật gì. Nhìn xem những người tham tài vật, xem tiền tài như mạng sống, như cha mẹ của họ, thậm chí còn thân hơn so với cha mẹ. Có tiền rồi thì không còn biết tới cha mẹ. Người tham sắc thì điên đảo, một không đủ thì tham hai, hai không đủ thì tham ba. Người như thế chết rồi nhất định làm súc sinh, làm rồng. Vì rồng thì tâm dâm dục quá mạnh, cho nên người tham sắc thì đọa làm rồng, tội nặng thì đọa địa ngục. Cho đến tham ăn ngon, ăn ngon lại như thế nào? Bất quá ăn no rồi thì không thể ăn được nữa. Hơn nữa ăn đồ ngon, khi ăn no rồi thì lại có phiền não. Ngủ thì ngủ nhiều, lại muốn ngủ nhiều, thậm chí ngủ không tỉnh dậy. Có người vì chấp trước tài sắc danh thực thủy nao dục, cho nên ngày càng không có trí huệ, tự tánh ngày càng không trong sạch, tham lam rắc rến với pháp nhiễm ô, cho nên tự tánh trí huệ quang minh không linh nghiệm. Khi muốn lộ ra trí huệ quang minh thì đừng có tâm tham, đừng tham tài, đừng tham sắc, đừng tham danh, đừng tham ăn, đừng tham ngủ. Có thể đoạn được năm dục này thì đó là nguyện lực của Phật. Phật tu phước tu huệ, tu ba đại a tăng kỷ kiếp. Một tăng một giảm là một kiếp. Tuổi thọ con người cứ 100 năm thì tăng một tuổi, cao thêm một tấc. Từ 10 tuổi tăng đến 8 vạn 4.000 tuổi. Và 100 năm giảm xuống một tuổi, lại từ 8 vạn 4.000 tuổi giảm xuống đến 10 tuổi gọi là một kiếp. 1.000 kiếp gọi là một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp hợp thành một trung kiếp. 4 trung kiếp hợp thành một đại kiếp. A tăng kỷ kiếp là nhiều đại kiếp, không có số lượng. Tu phước thì tận sức làm việc thiện. Tu huệ thì học văn tự bát nhã, cũng có thể nói là làm các việc thiện là tu phước, đừng làm các điều ác là tu huệ. Cho nên phải phước huệ viên mãn mới có thể thành Phật. Phật trong ba đại a tăng kỷ kiếp và trong trăm kiếp tu phước tu huệ, việc thiện nhỏ nhất Ngài cũng làm, còn việc ác nhỏ nhất Ngài cũng không làm, trải qua thời gian lâu dài mới thành Phật. Do đó phạm là người tín ngưỡng Phật, tín pháp của Phật nói, cũng tin đệ tử của Phật và hết thầy chư tăng. Chúng ta học Phật nhất định phải học nguyện lực của Phật. Nguyện lực của Phật là tự mình thành Phật rồi, lại muốn độ hết thảy chúng sinh đều thành Phật. Mình đã đắc được quả Bồ Đề, đắc được đại trí huệ, đại an lạc, cho nên cũng muốn hết thảy chúng sinh cùng hưởng đại trí huệ và đại an lạc. Chúng ta là người học Phật, phải nhớ đừng tranh, đừng tham, đừng ích kỷ, đừng tự lợi, đừng nói dối, đừng hướng ngoại truy cầu. Đây là bước đầu tiên trên con đường đạo. Nguyện lực của Phật thì vô lượng, vô biên, sâu rộng như biển cả. Nhưng chúng ta không thể nói biển cả quá sâu rộng. Chúng ta học không được thì không học. Chúng ta phải học nguyện lực của Phật từng chút, từng chút. Chúng ta phải xả mình vì người, phải học hạnh của Phật Thích Ca, xả thân cứu cọp đói, lóc thịt cứu chim ưng, bị vua Cả Lợi chặt chân tay, trong tâm cũng không sinh tâm sân hận. Phải có tinh thần nhẫn nhục, trì giới, tinh tấn, bố thí, thiền định, thì có thể sinh trí huệ bát nhã. Đây là lục độ vạn hạnh, chỉ cần tiến về trước tu thì tương lai sẽ đầy đủ. Tuy nhiên nguyện lực của Phật rộng lớn, nhưng nguyện lực của chúng ta cũng không nhỏ. Chỉ cần phát nguyện lực của Phật thì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ thành công, sẽ đạt được mục đích. Hành vi của Phật thì không làm các điều ác, mà chuyên làm các việc thiện, luôn luôn chiếu cứu mình, không bao giờ phá hoại kẻ khác. Đó là hành vi lợi người mà không hại người, là cứu người mà không giết người. Ngài khiến cho chúng sinh khai mở đại trí huệ, không phải dùng chính sách ngu si để lừa gạt chúng sinh. Cho nên hành vi của Phật tối cao vô thượng, tư tưởng của Phật là từ bi hỷ xả, từ là ban vui cho chúng sinh, bi là cứu khổ, lợi dụng tâm bi để giải trừ thống khổ của chúng sinh. Hỷ là hoan hỷ đối với hết thảy chúng sinh. Chúng sinh chửi mắng Ngài cũng hoan hỷ, chúng sinh đánh Ngài cũng hoan hỷ, thậm chí giết Ngài, Ngài cũng hoan hỷ, không sinh tâm sân hận. Xả là xả những gì chúng sinh không thể xả, phần đông xả không đặng, nhưng Ngài xả được, phần đông đều tham muốn nhưng Ngài không tham muốn. Cho nên Ngài thì không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, cũng không nói dối, vì Ngài không muốn lừa gạt người. Cho nên Ngài hết thảy đều đầy đủ, không hướng ngoại truy cầu, không làm những việc ngu si, đó là nguyện lực, hành vi và tư tưởng của Phật. Chúng ta mỗi ngày tự suy nghĩ xem nguyện lực của ta và nguyện lực của Phật như thế nào, so sánh hành vi tư tưởng của ta với Phật như thế nào. Có thể mỗi ngày so sánh như thế, thấy thiện thì bắt chước làm theo, thấy không thiện thì tự cảnh tỉnh.
Thấy kẻ tốt, người thiện, người đại trung, đại hiếu, đại tín thì làm theo. Thấy người không thiện thì tự mình hồi quang phản chiếu. Mình có làm những việc hợp lý chăng, những việc ngu si chăng? Suy nghĩ như thế thì có thể những gì mình không muốn thì không thí cho người. Nếu được như thế là bồi phước, bồi huệ, bắt đầu phát tâm đại bồ đề. Ý nghĩa đạo đức và thực tiễn. Giảng tại chùa Đàn Hoa, Hawaii, ngày 22 tháng 7 năm 1988. Luân lý tư tưởng đạo đức Trung Quốc hoàn toàn bao quát ở trong đạo, cho nên đạo năng sinh ngã, đức năng trưởng ngã. Nghĩa là đạo sinh ra tôi, đức nuôi lớn tôi. Đạo đức là chánh khí của trời đất, là cơ sở tính ưu phẩm nhất của nhân loại. Đó là đức tính vốn đầy đủ của mỗi người. Chương thứ nhất trong Đạo Đức Kinh có nói: đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Cố thường vô dục, dĩ quán kỳ diệu, thường hữu dục, dĩ quán trì kiệt, kỳ triệt, kỳ lưỡng giả, đồng xuất nhi dị, danh đồng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn. Đây là cái diệu vô danh, tức là phỏng chiếu theo đạo. Đạo chân chánh không thể gọi là hình trạng, cho nên Thái Thượng Lão Quân lại nói: đại đạo vô hình sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh trưởng dưỡng vạn vật. Ngô chi, ngô bất chi kỳ danh, cường danh viết đạo. Mẹ của vạn vật không có pháp để đặt tên, tuy miễn cưỡng gọi là đạo, nhưng cũng là bản tánh của mọi người. Nương vào đây thì có thể tu thành Phật. Cho nên Đức Phật nói hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Cái cấu chữ đạo phía trên có hai điểm là chữ người biến thành, hiển nhân tạo tự, thật là áo diệu. Hai điểm này cũng là âm dương, tức là vô cực sinh thái cực, chiếu âm dương trong thái cực đồ. Trên thân người có hai con mắt, trên trời, mặt trăng, cho nên kinh dịch có nói một âm một dương là đạo, lệch âm lệch dương là tật. Đạo thì vô cùng vô tận, ngũ hành bát quái đều do đạo mà diễn biến ra. Cạch kế dưới là chữ nhất, gốc là số 0, số 0 là gốc của vạn hữu. Nó không có số mục, nhưng nó là bản thể của tất cả số mục, không lớn không nhỏ, không trong ngoài, tuần hoàn vô đoan. Bên cạnh số 0 thêm số 1 thì thành 10, 10 thêm số 0 thì thành 100, 100 thêm số 0 thì thành 1.000, 1.000 thêm số 0 thì thành 1 vạn. Nếu cứ thêm mãi thì vô cùng vô tận. Cho nên một gốc tám làm vạn thù lại quy về một gốc. Nếu không thêm nữa thì trở về bổn hữu số 0, tức là một số 1 cũng chẳng có. Số 0 này tức là vô cực, từ vô cực sinh thái cực, từ thái cực tiếp tục sinh trời đất vạn vật. Số 0 này nếu triển khai ra thì thành chữ nhất. Cho nên trời được một là thanh, đất được một là yên, người được một là thánh. Làm thế nào để được chữ nhất? Một, đầu tiên phải cách vật, từ cách vật mới có thể tu thành nhất. Lại từ nhất biến trở lại số 0. Số 0 này trong Phật giáo gọi là đại quang minh tạo. Cách vật tức là cách trừ vật dục như tài sắc, danh, ăn ngủ. Năm dục đều phải cách trừ mới có thể khôi phục linh minh giác tánh vốn có, trở về cội nguồn. Hai, trí chi, vật dục hết sạch thì trí huệ hiện tiền có thể xúc loại bằng thông, cũng giống như tấm gương, vật đến thì ứng, vật đi thì lặng. Ba, thành ý, đối người tiếp vật phải trí kính tồn thành, khẩn thiết thành thực. Bốn, chánh tâm không tồn tại tà niệm, cho nên chánh niệm thì Phật tại nhà, tà niệm thì ma tại đường. Người tu đạo không nên nói cười cầu thả, không nên coi thường cử chỉ hành động, phải giữ 3.000 oai nghi, 8 vạn tế hạnh, không thể đồng lưu hợp ô. Năm, tu thân phải thương tiếc thân thể của mình, tôn trọng nhân cách từ vua cho đến dân, phải lấy việc tu thân làm gốc. Sáu, tề gia, tu thân rồi mới hòa thuận gia đình, thuận nghĩa vợ chồng, cha con hiếu thuận, anh em thương nhau. Bảy, trị quốc, gia đình là đơn vị cơ bản của quốc gia, gia đình hòa thuận thì tự nhiên quốc thái dân an. Tám, bình thiên hạ, từ trị quốc rồi mới đến bình thiên hạ, đây là 8 điều rõ ràng. Là con đường, làm người xử thế phải tu, nhất định phải tại chỗ này mà hạ thủ công phu, cho nên đường hướng ngoại truy cầu phải cung hành thực tiễn. Cho nên, nghĩ muốn thiên hạ tốt, trước mình phải làm gương,
Tôi là một phần tử của nhân loại, tự mình chưa làm tốt. Làm sao khiến cho toàn nhân loại đều tốt? Mọi người đừng giống như máy giặt đồ, chỉ biết giặt đồ cho người khác, trong khi đồ của mình dơ mà chẳng chịu giặt. Cũng đừng giống như máy chụp hình, chỉ chụp hình người khác mà chẳng chụp hình chính mình. Đó là máy móc, nhưng con người là thứ linh trong vạn vật, phải dung thân làm khuôn phép. Nhân hồi hỏi chữ nhân, Khổng Tử đáp: Khắc kỷ phục lễ là nhân, khắc kỷ tức là luật kỷ, tức là tâm không còn tà niệm, thân không làm việc tà, miệng không nói lời gạt người, tất phải luật kỷ mới có thể phục người. Cho nên thân tránh trực, không bảo mà làm, thân bất tránh tuy bảo mà không theo. Phải tránh mình rồi, sau mới dạy người, giáo hóa người, giúp người. Nhân nghĩa, lễ trí là gốc nơi tâm, từ đó mới sinh ra sắc tướng, mặt mày sáng sủa, vai nở rộng, giúp cho tứ thể không nói mà bảo rõ. Nhân nghĩa, lễ trí là gốc tự nhiên, thiên tánh của con người. Bạn phải phát xuất từ trong nội tâm, thì tự nhiên sẽ hiển lộ ra ánh sáng, đây mới là đức sáng chiếu khắp, có duyên với mọi người, tùy thời tùy lúc. Từ hình thái, nghị biểu trong lời nói, yên lặng động tĩnh gì cũng đều hiển lộ thứ đức sáng này. Cho nên có câu: Hiếu đức nhân nhân thân, hiếu đạo người người kính, đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần khâm. Thứ đức tánh này hợp với đức của trời đất, hợp với ánh sáng của mặt trời mặt trăng, hợp thuận với bốn mùa, hợp cát hung của quỷ thần. Lại nói: Đầy thật gọi là đẹp. Cái đẹp này chẳng phải là tô son đánh phấn, mà là đạo đức tràn đầy, mới gọi là nét đẹp thật của con người. Đầy thật mà có quang chiếu gọi là đại, đại mà hóa gọi là thánh, thánh mà bất khả chi chi gọi là thần. Tại sao bạn có kẻ địch? Vì đức hạnh của bạn chưa tràn đầy. Trong Phật giáo không có kẻ địch. Người ta đánh mình không đánh người. Người ta mắng mình không mắng người. Cho nên không tham không tranh, phước lộc vô biên, tranh tham quấy nhiễu, tội nghiệp liên thành. Lại xem chữ đạo phía dưới là chữ tự, tức là đạo tại chính mình, chẳng phải hướng ngoại truy cầu, cũng chẳng phải bằng vàng bạc hoặc thủ đoạn làm được, mà phải tự mình hạ công phu. Xài một ly đi ngàn dặm, hai phẩy, chữ nhất và chữ tự hợp lại là chữ thủ, cũng là đầu. Tu đạo là một việc đại sự đầu tiên, nhưng tiếc thay mọi người đều quên mất bỏ gốc tìm ngọn. Danh lợi việc nhỏ người người ham, sinh tử việc lớn chẳng ai màng. Thanh tịnh là phước chẳng ai hưởng, phiền não là tội ai cũng tham. Bên trái chữ đạo là bộ xước đi nghĩa. Ý nghĩa chữ đạo là tự mình đi. Đạo thì phải hành, không hành sao có đạo. Đức thì phải làm, không làm sao có đức. Do đó mọi người phải tự mình tạo đức hạnh, không phải kêu mọi người làm, còn mình thì không làm, đây gọi là xả mình vì người. Lại nữa, không hại người là đạo, giúp người là đức, nếu tổn người lợi mình thì thiếu đạo khuyết đức. Đạo quý tại cung hành thực tiễn, dầu nhuận phòng, đức nhuận thân. Bạn có sự tu hành thì ánh sáng tốt đẹp, nơi thánh thần có thể chiếu ra bên ngoài. Tôi không hiểu cao đảm luận, chỉ giảng những lời chân thật này. Chân thật học Phật, hương thịnh chánh pháp. Giảng tại chùa Kim Luân ngày 5 tháng 9 năm 1989. Tôi hy vọng các bạn, những người học Phật đều phải chân thật học Phật. Đừng học những thứ kỳ quái. Tâm bình thường là đạo, tâm thẳng là đạo tràng. Tâm mà cong thì không phải là đạo tràng. Tâm không bình thường cũng không phải đạo tràng. Cho nên đừng học thần thông, đừng tham thần thông. Vì một khi tham thì không tương ưng với thần thông. Thần thông tức là trí huệ, phải nghĩ học trí huệ. Thì trước phải học chân thật niệm Phật, chân thật học giáo lý, chân thật trì chú, chân thật nhìn rõ hành vi của mình, như đứng nằm ngồi không trái với Phật pháp giới luật, đó là đệ tử chân chánh của Phật. Nếu khẩu thị tâm phi, miệng thì niệm Phật, trong tâm khởi vọng tưởng, phải chi chúng vé số thì hay quá, chúng lô độc đắc thì được mấy triệu, như thế thì chẳng hiểu Phật pháp. Người hiểu Phật pháp thì không khởi vọng tưởng như thế. Khởi vọng tưởng như thế thì mắc bệnh tham cầu, còn muốn tranh. Tại sao muốn tranh? Vì có lợi xí đồ, cho nên có tranh đoạt. Nói rộng ra, thì nước này với nước kia tranh lợi, cho đến chính mình tranh với chính mình, cũng vì lợi. Phải xem nhẹ lợi lộc thì vấn đề gì cũng giải quyết được. Danh lợi vốn là giả, nhưng ai ai cũng tham, và lợi ai ai cũng giả chẳng đặng.
Phải nhìn thủng hai chữ danh lợi, buông đặng thì tự tại, không còn vọng tưởng. Con người sở dĩ có vọng tưởng là vì bị danh lợi chi phối dao động. Tại sao dao động? Vì không có định lực, nhận không rõ ràng hai thứ danh lợi là giả. Ai ai cũng đi làm kiếm tiền mà không ai đi học Phật. Vì học Phật không kiếm ra tiền cho nên không ai chú trọng đến. Nếu học Phật mà kiếm ra tiền thì mọi người cũng sẽ đến học. Nhưng phải biết kiếm tiền là thứ hữu hình, có ngày sẽ hết. Còn học Phật Pháp là thứ giàu có vô hình, vô tướng, là tư lương pháp thân huệ mạng, khiến cho bạn có đại trí huệ, vun bồi đại thiện căn của bạn, tương lai sẽ thành Phật. Lần này tôi thỉnh các vị trưởng lão các nước thế giới, vì những người mới học giới, để truyền thọ pháp giới. Để truyền thọ giới pháp, việc này rất là quan trọng. Vì lúc Phật còn tại thế thì lấy Phật làm thầy, Phật nhập Niết Bàn rồi, người xuất gia đều phải lấy giới làm thầy. Cho nên ý nghĩa tam đàn đại giới này tương đối cao thâm. Ngoài ra tôi còn có mấy câu quan hệ với Phật giáo nên phải nói, đó là chúng ta phải dĩ thân tác tắc. Lấy thân làm khuôn phép, là mô phạm cho Phật giáo thế giới, làm cho chánh pháp hưng thịnh lại. Các bậc trưởng lão ngoài 70 tuổi đều có thể về hưu, nhưng các vị tu sĩ trẻ phải dũng mãnh tinh tấn hoằng dương Phật Pháp. Còn một điểm nữa là Phật giáo đồ phải kính lão tôn hiền. Tu sĩ trẻ đối với những bậc trưởng lão hoặc những bậc trưởng lão có đức hạnh phải đặc biệt tôn kính. Tôi tuy đã già nhưng tôi muốn làm người trẻ để làm những việc quan trọng. Ý kiến này không biết mọi người cảm thấy thế nào. Tôi rất quan tâm đối với Phật giáo cho nên nói như thế.